Chào mừng tất cả anh chị em. Các đội đã đầy đủ chưa? Vũ Hạnh, Hồng Anh, Thanh Quỳnh, Thanh Hương, Nguyễn Dung, ok. Tối hôm qua, cái buổi Zoom tối hôm qua ấy, sẽ giúp cho chúng ta cái việc bán hàng nó sẽ trở nên đơn giản, đúng không? Mọi thứ nó rất là đơn giản khi mà chúng ta hiểu về bản chất cái công việc của mình. Nghề của mình là nghề chia sẻ, nghề kể chuyện. Ai mà buôn dưa lê giỏi ấy, thay vì buôn chuyện trên trời, chuyện thiên hạ, bây giờ buôn chuyện Sibri, buôn chuyện dùng sản phẩm thế nào, con người thay đổi ra làm sao, thành công nhanh lắm. Đấy là một trong những lý do tại sao mà đàn phụ nữ ấy, phụ nữ ở S69 khi phải chiếm đến 90%. Đấy nha, ngay trên cái Zoom này bây giờ là bao nhiêu người? 35 người, có mỗi ông Báu, ông Thanh, ông Cường, còn ông nào nữa? Đấy. Ông Trinh à? Ông Báu, ông Thanh, ông Cường. Đấy, hiện tại là đâu đó có khoảng 4 người đàn ông trên 35, 36. Chúng ta thấy không? Âm thịnh, đúng không nào? Bởi vì sao? Chị em rất phù hợp với nghề này, nên là nghề chia sẻ. Chị em buôn dưa lê rất giỏi. Cho nên là ai cứ buôn dưa lê nhiều này, ai mà vác tù và hàng tổng giỏi, bước vào CV đều thành công hết. Cái nghề này nó rất phù hợp cho những người mà đi vác tù và hàng tổng. Bình thường mà vác tù và hàng tổng ở bên ngoài là toàn bị toàn bị vợ kêu, chồng kêu thôi, đúng không? Thế vào đây mà vác tù và là kiểu gì có tiền. Anh chị em có gặp khó khăn gì, trở ngại gì? Bây giờ chúng ta chuẩn bị xuyên đích rồi. Nên là ngày 28, 28, 29, 30, 31. Chúng ta còn 4 ngày, đúng không? Thế thì mình tập trung vào rà soát toàn bộ đội nhóm của mình. Đây là điều rất quan trọng. Rà soát tất cả. Từ mình trở xuống. Ai có mục tiêu gì? Ai có khả năng hoàn thành bao nhiêu? Đó. Ai có khả năng vượt ngưỡng đấy. Thì chúng ta phải rà soát lại toàn bộ và tập một cái thói quen là luôn luôn vẽ các vòng tròn. Khi mà rà soát mục tiêu ấy, chúng ta tập cho mình một cái thói quen là luôn luôn vẽ các vòng tròn. Khi mà mình vẽ vòng tròn ấy, bởi vì chúng ta biết này, là cái khả năng học của con người bằng nhìn ấy là khả năng rất là cao. Nhìn thì mới nhớ được, nó mới cụ thể, đúng không? Thì mình vẽ các vòng tròn ra. Mình vẽ các vòng tròn ra xem mình bao nhiêu. Đấy. Vân vân. Thì chúng ta vẽ những cái vòng tròn nó đơn giản thôi. Vòng tròn quan trọng nhất là bạn này, đúng không? Đấy, rồi các cái nhóm ở dưới bao nhiêu, mình vẽ các vòng tròn ra. Rồi mình vẽ sâu xuống dưới. Mình vẽ sâu xuống dưới. Ở dưới đặc biệt là có những cái nhân tố nào. Khi đội nhóm chúng ta mà còn nhỏ ấy, thì mình có thể vẽ sâu được xuống dưới. Sau này mà đội nhóm chúng ta lớn thì chúng ta sẽ chỉ vẽ từng nhánh, và nếu ở sâu có nhân tố nào đặc biệt lắm thì chúng ta sẽ quan tâm. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đội chúng ta còn nhỏ nhỏ, đấy, giống như đội đoàn Hồng Anh, rồi Quỳnh, rồi Dung, rồi Hương, rồi vân vân, đó, Phương Anh, để chúng ta vẽ cụ thể chi tiết ra. Thì mình sẽ không bao giờ bị thiếu, không bao giờ bị sót hết, đúng không nào? Mình rà soát như vậy bởi vì chúng ta biết là cái nghề của chúng ta nó rất là chi tiết, làm những việc rất nhỏ và nó tạo ra thành công lớn. Cái nghề này mà ai mà quen làm việc lớn vào đây ấy, là bảo không, chỉ có việc lớn tôi mới làm thôi, chả bao giờ thành công. Cái nghề này phải làm từ những việc rất nhỏ, rất chi tiết, rất tỉ mỉ, rồi hướng dẫn lại cho tư vấn viên của mình.
thì mình sẽ thành công. Thì cái cách mà để chúng ta về mục, làm mục tiêu ấy, luôn luôn phải biết vẽ các vòng tròn, luôn luôn vẽ các vòng tròn. Và khi mình vẽ vòng tròn, mình thấy chỗ nào bất ổn mình biết ngay mà. Ví dụ hệ thống của mình có mỗi vòng tròn thôi là mình biết rồi, bây giờ mình phải mở rộng. Rồi có mỗi 2-3 vòng tròn ít quá vẫn phải tập trung vào mở rộng, chúng ta hình dung không? Đấy. Và nếu mà có nhiều vòng tròn mà lại không thấy có chiều sâu, à thế thì mình phải xem mình đã biết cách nhìn người, đã biết cách nhìn tàu vàng và biết cách giúp đỡ đào sâu chưa, ví dụ thế. Ok, đấy là cái điều đầu tiên của muốn chia sẻ với các bạn. Rồi anh có anh chị em nào có câu hỏi gì không trên cái hành trình về đích này? Thì chúng ta bật mic. Bây giờ mọi người học cũng nhiều rồi, siêu hết rồi đúng không? Nắm vững hết rồi. Cái kinh nghiệm để về đích ấy, có trong đội luôn luôn có những cái nhân tố có thể phá vỡ được giới hạn. Đấy. Thế thì để mình xuyên đích thì mình xem nhân tố nào là có thể phá vỡ được giới hạn. Ví dụ như hôm qua có cái đội nào nhỉ? Đội Trang có bạn Thoa ấy. Đấy. Những bạn mà chia sẻ mà không có bất cứ một, gọi là muốn giúp đỡ người khác cho nên chia sẻ thôi, chia sẻ như hơi thở, không có một cái rào cản gì cả. Đấy là những người có khả năng phá vỡ những giới hạn. Thế với những người có khả năng phá vỡ giới hạn ấy, thì mình đẩy mục tiêu với nó lên. Bởi vì nếu mà mình, chúng ta biết là cái gì có trong đầu thì sẽ có ở trên tay đúng không? Thì với những người có khả năng phá vỡ giới hạn cho một cái mục tiêu mới, khi mà nó có trong đầu trước thì sẽ có ở trên tay. Còn những anh chị em mà đã độ 3, 4, 5, 6, 7 lần nhổ cọc rồi. Thế nào gọi là nhổ cọc? Tức là mình cứ cắm cọc mục tiêu ấy, xong lại nhổ. Cắm mục tiêu xong lại nhổ. Thế đấy nó gọi là nhổ cọc. Thì những anh chị em mà nhổ cọc nhiều lần rồi ấy, là bị chột. Và khi mà bị chột ấy, là trong tiềm thức nó sợ. Và khi bị chột thì giảm mục tiêu đi. Cho nó phù hợp. Để bắt đầu mọi người quen với thói quen chiến thắng đã. Để không được phép nhổ cọc. Ví dụ nhổ cọc nhiều lần rồi thì lập mục tiêu nhỏ thôi, phù hợp để làm bằng được đã, để tiềm thức nó chiến thắng đã. Thế sau đó mình sẽ tăng dần lên. Không bao giờ sốt ruột hết. Anh chị em ở đây chúng ta phải hình dung này, đây là một sự nghiệp xác định là cuộc marathon cuộc đời. Không quan trọng bạn bắt đầu như thế nào, quan trọng là kết thúc một cách mạnh mẽ. Quan trọng là finish strong. Có nhiều người bắt đầu, quan trọng là về đích. Đúng không ạ nha? Đấy, trên một cái đường đua marathon ấy, quan trọng là về đích. Quan trọng là rồi phải có Mercedes-Benz, đi du lịch vòng quanh thế giới. Và đương nhiên để đạt được những cái phần thưởng đó là mình đã giúp đỡ được hàng nghìn hàng vạn người rồi. Đúng không? Quan trọng là về đích. Thế thì vì vậy ấy, là mình chiến đấu mục tiêu nó phù hợp, chứ không là vỡ mộng, chứ không thấy những người khác làm mà mình cũng sốt ruột, mình đưa cái mục tiêu nó với quá cái khả năng của mình, nó không hiện thực. Và nó không hiện thực, thế xong bắt đầu mình không đạt được, mình nhổ cọc vài lần, bắt đầu mình than vãn trách móc bản thân mình ấy. Và khi mình bắt đầu trách móc bản thân mình, thế là cái năng lượng tiêu cực nó sẽ hấp dẫn những thứ tiêu cực, hấp dẫn những thứ tiêu cực lại nhổ cọc tiếp. Thế là dần dần mình cứ bị tụt mút dần dần. Đấy, cho nên là cái việc đặt mục tiêu ấy, nó phù hợp với tính cách, nó phù hợp với nguồn lực, nó phù hợp với cái cá tính của mỗi người. Đó. Đấy. Ví dụ ở đây Hoàng Hà này, tính máu chiến cao, cứ với lên. Đặt mục tiêu với lên, chả có ngại cái gì hết. Cứ với lên. Thế thì không, hãy hướng tới các vì sao kiểu gì rơi xuống tầng mây. Nhưng mà độ máu mà vừa vừa ấy, mà với quá ấy, thế là sau này thành ra sợ mục tiêu. Rồi, đấy là chia sẻ với anh chị em một chút liên quan đến thứ nhất là làm quen với cái việc thường xuyên vẽ các vòng tròn, rà soát lại.
và mình phải xem là ai đang có khả năng hoàn thành bao nhiêu điểm, 200 điểm, 300 điểm, 500 điểm, 1000 điểm, vân vân, đúng không? Mình giúp cho đồng đội hoàn thành. Nào, có anh chị em nào có câu hỏi gì xin mời. Không ai có câu hỏi gì. Có em ạ. Em An Phượng. Ok. Anh Cường, em xin chào anh Cường. Xin chào thủ lĩnh Cường và xin chào mọi người trên Zoom. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Đây ạ, em thì ngồi hơi gần. À, tên là gì em? Em là An Vượng, đội của chị Vũ Hạnh. Vâng. Anh cho em hỏi một chút là em thì cũng làm với series được 103 ngày rồi. Ừ. Thì tầng 1 của em thì em cũng có tuyển được. Nhưng mà em bị vướng một cái vấn đề là em thì em làm 100% thời gian, thì em cũng hút được những người cũng làm 100% thời gian. Thế vấn đề của em đang gặp phải là dẫn dắt họ ấy. Ừ. Thì em biết là họ khi mà họ nhìn nhận được cái con đường ở series thì chắc chắn họ sẽ chiến đấu 100% với nó thôi. Okay. Tại vì cái con đường của họ đang đi kia thì đang có vấn đề. Thế thì em cũng có hướng dẫn họ được vào đây rồi, nhưng mà họ lại chưa có tập trung vào học Zoom này. Những các cái bài học 6 bước đi cơ bản đầu tiên và 9 bài học em cũng có chia sẻ cho các bạn ấy rồi, thì các bạn ấy cũng có học. Nhưng mà em bị vướng cái chỗ là không hiểu làm sao để cho các bạn ấy nhìn được cái con đường series giống như mình đang nhìn ấy. Ừ. Em bị vướng cái khâu dẫn dắt. Hay là mình dẫn dắt như nào chưa truyền được năng lượng cho các bạn đấy, các bạn ấy chưa đón nhận hết cái tâm huyết của bạn đấy vào để làm việc với series ấy. Ok, có mấy tầng 1 đây? Em thì chắc là cũng có 5 tầng 1, 5 6 tầng 1 gì đấy. Ok. 5 6 tầng 1. Em đã biết cách lựa chọn tàu vàng chưa? Những con tàu vàng thì là họ có tinh thần học hỏi này. Họ đầu tiên là ham học hỏi, yêu thích sự phát triển bản thân và tự giải quyết được vấn đề cá nhân của họ. Tức là họ phải tự chủ được trong cái công việc và sắp xếp thời gian của họ. Đó. Thì con tàu vàng thì em cũng thấy được một vài nhân tố. Tức là những cái bạn mà em đã tuyển tầng 1 đây thì em đều thấy họ là cái sự yêu thích học hỏi. Nhưng mà cái vấn đề của họ thì mỗi một người lại có một vấn đề khác nhau. Đó, như em có một chị thì chị ấy dành 100% thời gian chị ấy làm. Thế nhưng mà em nghĩ rằng cái nội lực bên trong của chị ấy hơi 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 yếu hay sao ấy. Xong là chị ấy đi chia sẻ nhưng mà chị đấy cũng có rất nhiều lỗi sợ. Tập trung 100% làm rồi nhưng mà chia sẻ thì lại nhiều lỗi sợ. Và cũng chưa có quyết liệt, chưa có mạnh mẽ được. Và chị ấy cũng đang rất là khó khăn về tài chính. Em muốn giúp chị ấy, chị bật hẳn lên. Rồi, em cứ kể đi. Đó, thì chị đấy thì chị khác hoàn cảnh. Người khác. À, cũng có một bạn thì bạn đấy cũng làm Amway được 4 năm rồi. Ừ. À, nhưng mà bạn ấy lại nói rằng là thời gian này bạn ấy trải nghiệm sản phẩm thôi. Thì em cũng có chỉ cho bạn ấy cái điểm khác biệt giữa Amway và Siberia. Thì bạn ấy có biết rằng là series có những sự khác biệt như thế, nhưng mà bạn ấy nói rằng là bạn ấy chưa tập trung được. Lý do? Đang là thầy giáo thì xong là cũng chạy theo một vài cái thị trường tài chính ấy. À, ok. Đấy. Thế còn cũng có một bạn nữa, cũng ông bà chủ solo. Thế nhưng mà cũng thấy series cũng rất là tốt. Nhưng mà gửi Zoom cho học thì không học. Vợ thì không đồng ý cho làm. Xong là giấu vợ. Thì cũng chưa quyết chiến lắm, thì cũng đang làm mấy cái thị trường cũng về kinh doanh online thôi. Nhiều công việc của bạn đấy thì cũng kết quả chưa có. Đấy, em không bạn... vợ không ủng hộ hay làm dấu? Vâng, vợ không ủng hộ, các bạn là đa cấp, lừa đảo các thứ ấy. Thì là làm dấu vợ. Ừ. Đó. Nhưng cậu đấy nhìn nhận CV thế nào? Bạn đấy thì bảo là CV thì tốt, bạn ấy biết là tốt. Nhưng mà về cái niềm tin về sản phẩm thì em nghĩ là bạn ấy chưa có. Vì sao?
Tại vì vợ không cho làm cho nên không 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 có quyết định mạnh mẽ để mua sản phẩm về dùng. Nên là cứ cái công Đã việc dở dùng dang. em? Dạ. Đã Chưa dùng. ạ. Chưa dùng ạ. Vợ không cho dùng. Vâng. Rồi, còn người tiếp theo. Còn một bạn nữa thì rất là yêu thích phát triển bản thân, học rất là chăm chỉ, năm thức khuya dậy sớm học hành. Thế nhưng mà cũng em cũng đang dẫn dắt em gửi bài, xong là em cũng có cách làm của em là những cái bạn đấy thì em có gửi bài, sau đó em có check lại xem là bạn ấy học bài đến đâu và đặt những cái câu hỏi về cái nội dung mà em gửi ấy thì có trả lời đầy đủ hết. Khả năng hành động như nào ấy? Khả năng hành động thì cũng chưa được mạnh mẽ lắm, chưa quyết liệt. Ok, rồi. Tiếp. Mà vâng, cái vấn đề của em là bây giờ mà đào tạo các bạn ấy thì em cũng chưa biết là đào tạo cái bước em mới đang hình dung được trong đầu em là em sẽ gửi cho bạn đấy là 6 và 9 cái video đấy và Rồi. dẫn dắt bạn ấy vào Zoom. Có buổi Zoom nào là hướng dẫn bạn ấy vào Zoom buổi đấy. Thế còn các cái buổi đào tạo riêng cho đội nhóm thì em cũng chưa biết là nên đào tạo từ đâu, bắt đầu từ đâu và như nào cái lộ trình ấy. Và em thấy các thủ lĩnh thì đào tạo rất là bài bản. Mà em thì cũng chưa biết được là cái đối với người mới như thế thì bài đầu tiên là đào tạo cái gì, các cái trình tự ấy. Đó. Rồi, còn người nữa nữa. À, còn một chị nữa thì chị này thì chị ấy làm chủ doanh nghiệp. Chị ấy làm chủ doanh nghiệp. Thế nhưng bây giờ doanh nghiệp của chị ấy đang gặp vấn đề khó khăn thì chị ấy cũng có đang mới ký hợp đồng rồi và chị ấy đang dùng sản phẩm. Chị ấy đang dùng sản phẩm trải nghiệm. Thì em cũng đang dẫn dắt chị ấy theo cái cách như em đang làm với các bạn kia là gửi cho 6, 9 này rồi sau đó thì hướng dẫn các bạn ấy vào Zoom, à, hướng dẫn chị vào Zoom để chị học. Thì chị này thì chị ấy vào đầy đủ hết các cả buổi Zoom như chị ấy mới. Thế sau đó thì đào tạo tiếp theo như nào thì em định hình trong đầu của em là sẽ có những cái kiến thức ngoài cái việc vào Zoom của hệ thống này bắt buộc là phải vào ưu tiên đầu tiên. Đó và giúp chị ấy để tìm được tầng 1. Và thứ hai nữa là sẽ đào tạo những các cái chị ấy, những các cái sản phẩm về chương trình à, những các cái kiến thức về sản phẩm và những kiến thức về kinh doanh. Đó thì còn cái lộ trình bài đào tạo như nào thì em cũng chưa có lên được cái sơ đồ tổng quát để xem là đào tạo bài 1, bài 2, bài 3 như thế nào để dẫn dắt các chị ấy. Ok. Thì em Rồi. hỏi anh. Vâng. Cảm ơn An Vượng. Qua cái trường hợp của An Vượng, từng hướng dẫn An Vượng để giúp cho mọi người cái cách để chúng ta biết cái cách hướng dẫn và dẫn dắt. Cái người đầu tiên đấy là nhiều nỗi sợ hãi ấy, thì cần phải có quá trình chuyển hóa. Bởi vì những người nhiều nỗi sợ hãi ấy, thì nói cho họ thứ nhất là liên họ phải bám hệ thống. Nếu họ không bám hệ thống thì những người mà nhiều nỗi sợ hãi sẽ bị dụ. Bởi vì những người nhiều nỗi sợ hãi thì gặp ra ngoài gặp gặp phản đối, gặp từ chối cái thế là nó bị lên xuống rất thất thường, đúng không? Với những người đấy mà không bám hệ thống thì kiểu gì cũng dụ. Cái người thứ hai là Amway 4 năm mà còn đi làm tài chính ấy thì dẹp sang một bên. Bởi vì sao? Bởi vì là những người mà giải quyết khó khăn bằng cách tìm một con đường nhanh và dễ thì càng giải quyết càng chết. Càng lao theo vào đấy càng chết. Tức là độ tĩnh không có, thiếu sự tĩnh. Cái người thứ ba chưa dùng sản phẩm, đúng không? Nói với bạn ấy đàn ông mà sợ vợ thì làm được cái gì? Cho nên là sợ vợ thì thôi về đi cho nhanh. Đấy, và tập trung vào kết nối với vợ ấy. Chứ còn sợ vợ giờ kinh doanh làm sao được, kinh doanh là phải giải quyết vấn đề để giúp đỡ người khác, có mỗi cái bà vợ ở nhà không giải quyết được thì làm sao mà giúp đỡ được người khác, đúng không? Thế cho nên nói với bạn ấy sợ vợ thôi ở nhà đi cho nó nhanh, kinh doanh gì cho mệt, thế cứ nói thế biết đâu lại kích vào cái chỗ ngứa, đúng không? Thế là quyết tâm không sợ nữa, thế là chiến đấu, ví dụ như thế. Thế còn nếu mà không trải nghiệm sản phẩm, không hướng dẫn các bước tiếp theo, cái người thứ tư ấy hướng dẫn cho bạn ấy biết là cái việc phát triển bản thân ấy, lớn nhất ấy, không phải là học. Học thì đương nhiên. Kiến thức sẽ đến từ hành động. Trí tuệ đến từ hành động, năng lượng đến từ hành động. Đúng không? Mọi thứ nó phải đến từ hành động. Người ta trả tiền cho, người ta không trả tiền cho những gì bạn biết. Người ta chỉ trả tiền cho những gì bạn làm được thôi. Thế cho nên bạn ấy thích phát triển bản thân ấy, cái phát triển bản thân được nhiều nhất đấy là từ hành động. Đương nhiên là phải phải học theo hệ thống thì là đương nhiên rồi, nhưng nó muốn chuyển hóa được thì không có hành động không bao giờ chuyển hóa được. Thế thì giúp cho bạn ấy cái khả năng hành động thì em quan sát hàng ngày ấy,
Đấy, đối với những người mà học nhiều mà hành động chỉ số hành động đang thấp ấy, thì một ngày để xem là kết nối mấy người, bổ sung mấy người hàng ngày kiểm tra để mình dẫn dắt, mình giúp đỡ họ để cho đi vào tiềm thức để nâng cao cái chỉ số hành động lên. Một ngày ví dụ 5 cuộc chia sẻ đấy, thì hỏi bạn ấy xem là hôm nay cái kế hoạch chia sẻ như thế nào, cái quá trình dẫn dắt hàng ngày. Bởi vì bạn ấy có một cái phẩm chất tốt là ham học rồi, nhưng mà hành động thấp, thì mình giúp họ, tức là mình là một huấn luyện viên thì mình phải biết cách đá đít cho họ để họ hành động, đúng không? Cứ nói hành động chung chung không được, xem kế hoạch làm việc hàng ngày, một ngày làm việc như thế nào, gặp gỡ ai, thời gian ra làm sao, cần gì mình hỗ trợ hay không, rồi sau đó mình hỏi, khi họ hành động xong gặp gỡ người này người kia, mình hỏi lại trong cái buổi gặp đấy như thế nào, kể cho nghe, học được bài học gì, chia sẻ. Đấy. Cái người số 5 chủ doanh nghiệp à, chủ doanh nghiệp, thế thì mình cần phải đưa cho họ một cái bức tranh lớn. Mình đưa cho họ một cái bức tranh lớn về 5 cái mục tiêu đấy. Anh vợ nhớ chưa? Máy bay cất cánh K6, rồi K8, K9 thủ lĩnh, đúng không? K11 thủ lĩnh quốc gia và K14 thủ lĩnh quốc tế. Để xem chị chọn mục tiêu nào. Tức là cái người chủ doanh nghiệp này là con phụ nữ đúng không vợ? Vâng. Để xem họ chọn mục tiêu nào. Đấy. Được chưa nào? Mình với những người chủ doanh nghiệp ấy thì một vài thứ về mindset mình trao đổi trước để mình để xem mình biết cái khát vọng thực sự của họ. Họ chọn mục tiêu nào trước. Rồi mình cũng nói chuyện với họ để xem họ theo đuổi giá trị gì, xác định ước mơ. Họ thực sự muốn cống hiến vì điều gì. Rồi bên cạnh đó cái việc 6-9 ấy, tức là 6 bước đi và 9 bài ấy, thì mình cứ làm dần dần. Nhưng với chủ doanh nghiệp thì mình cứ làm sau khi mà họ đã xác định mục tiêu rõ rồi. Đúng không? Và mình nắm được cái ước mơ của họ rồi. Thì lúc đấy mình đi vào cái bài, cái 6 bước đi trước. À, 4 sản phẩm. Lập danh sách. Vừa lập danh sách vừa kết nối. Bởi vì nếu họ là những người đã có ảnh hưởng rồi, họ nói người khác nghe thì giúp cho họ tuyển dụng thật nhanh. Chứ còn nếu mà cứ học xong mãi không tuyển ấy, thì nó lâu lắm. Những người có ảnh hưởng là giúp cho họ tuyển dụng thật nhanh. Và khi bắt đầu họ ra người, thế là họ mà không học ấy, là họ không biết cách nào hướng dẫn, nên lúc đấy họ bị một cái áp lực là buộc phải học. Buộc phải học, thế là lúc đấy bắt đầu mình sẽ chỉ cho học 6-9, cứ học được cái gì hướng dẫn lại, đúng không? Thì nó rất nhanh. Rồi vấn đề em quan tâm đến đào tạo đội nhóm thì từ từ. Bây giờ đào tạo đội nhóm ấy là ví dụ nhóm của Vũ Hạnh này. Hết tháng này Vũ Hạnh bây giờ đã có cái lịch sinh hoạt nhóm riêng chưa Vũ Hạnh? Lại chưa thủ lịch ạ. À. Em đang định tuần này bắt đầu là một tuần một buổi room đấy ạ. Để kết nối mọi người ạ. Đúng rồi. Đấy thì bây giờ nó mới sẽ đến lúc đến thời điểm. Là bắt đầu từ Vũ Hạnh trở xuống một tuần có một buổi. Dạ. Thế thì đào tạo cái gì thì cái buổi mà nhóm mới này, thì phần lớn chúng ta sẽ trao đổi những cái vấn đề vướng mắc hàng ngày này, chia sẻ cho nhau cái những cái cách đơn giản giống như cách bán hàng, cách tuyển dụng, mỗi người sẽ kể những cái câu chuyện của mình đấy, hàng ngày này đấy. Mình ai có kết quả gì, bán được hàng như thế nào kể cho người khác nghe, ai tuyển dụng được như thế nào kể cho người khác nghe đấy. Rồi một số những cái vướng mắc rất là cơ bản giống như mở Zoom, đặt hàng online rồi vân vân, những cái thứ rất cơ bản, rồi những cái cách lựa chọn sản phẩm. Đấy là những thứ rất là nhỏ, chi tiết, đúng không? Đấy thì sinh hoạt đội nhóm ban đầu để mình làm quen với những cái việc đó. Là 7 cái kỹ năng ấy. Tức là sinh hoạt đội nhóm mình tập trung rất nhiều liên quan đến 7 cái kỹ năng ấy. Mục tiêu này, danh sách người quen này, doanh số cá nhân này, những hành động hàng ngày này. Cái cách để ký hợp đồng online này, mở Zoom này, đặt hàng online này, xử lý những vướng mắc liên quan đến online này, sử dụng tài nguyên online này, rồi kết nối vào người vào hệ thống. À, ví dụ như vậy. Ok, An Vượng nắm được chưa? Thế thì trong 5 cái người mà em chia sẻ, trong 5 người mà chia sẻ,
thì chưa có, ngoài cái người số 5 thì anh không hiểu rõ là chủ doanh nghiệp khó khăn thì chưa biết tính cách phẩm chất độ quyết liệt độ máu lửa như thế nào thì chưa biết, nhưng bốn cái người trên ấy thì chưa thấy tàu vàng. Cái người thứ tư ấy, gọi là ham học hỏi nhưng mà chỉ số hành động thấp thì vẫn là tàu bạc thôi. À, tàu vàng là gì? Tàu vàng là ham học hỏi nhưng mà hành động quyết liệt. Tức là vàng thật ấy, là ham học và hành động luôn. Đấy, giống như Vũ Hạnh, Thanh Lương này, giống như em ấy, là học và hành luôn. Đấy nó mới gọi là tàu vàng và có khát khao thành công một cách thực sự. Đúng không? Chứ học thôi mà chưa hành, học thôi mà hành động vẫn chậm chạp, đấy vẫn là tàu bạc. Cái người kinh doanh online mà sợ vợ, thế đây là tàu rỗng. Ông Amway 4 năm rồi mà đi theo tài chính ấy cũng tàu rỗng, mất thời gian. Rồi cái người đầu tiên cũng là tàu bạc, cần chuyển hóa. Thế thì cho nên trong việc dẫn dắt ấy, mình phải biết cách nhìn người, xét người thông qua hành động. Mình muốn biết được vàng hay bạc hay rỗng là phải xem qua hành động, nhìn người qua hành động. Tức là hành động gì? Hành động học tập này, đấy là hành động, đúng không nào? À, rồi cái việc mà mình hướng dẫn họ lập danh sách người quen rồi chia sẻ, đấy là hành động. Đấy, rồi xem cái chỉ số khát khao. Đấy. Chỉ khi đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi thì mình sẽ tăng. Ví dụ trong 5 người này ai là người ham học hỏi và hành động quyết liệt ấy, thì An Vượng phải dành 80% thời gian công sức vào cái người đấy. Chứ nếu mà thời gian mình chưa biết nhìn người, thế mình dành thời gian cho cả 5 ông này ấy, thế là nguồn lực nó bị sai, phân bổ nó không đúng. Và phân bổ ví dụ như dành thời gian cho ông Amway, ông vẫn lang thang thì chết rồi. Dành thời gian cho cái người cần chuyển hóa thì cũng vứt đi, người ta chưa chuyển hóa được mà. Còn dành cho cái thời gian cái người mà cái người phát triển bản thân đấy, hành động chưa mạnh mẽ, thì mình dành khoảng hai dành thời gian để kèm cặp họ. Thế còn xem cái người thứ năm nhá, xem chủ doanh nghiệp xem là bây giờ khó khăn như thế, xem mục tiêu ước mơ khát vọng thế nào, có hành động ngay không thì dành dồn tâm vào cái người đấy. Rồi bên cạnh đó tìm ra những người tiếp theo. Bao giờ những con tàu bạc mà họ chuyển hóa thành tàu vàng ấy, thì lúc đấy dành nhiều thời gian. Còn chưa chuyển hóa được thì cứ cho họ làm theo hệ thống. Thì đấy là cái cách mà mình dẫn dắt. Chúng ta sẽ chỉ đào sâu được, nhân bản được khi xuất hiện tàu vàng. Thế còn tàu bạc thì sẽ cần chuyển hóa, đó, cần thời gian. Đấy, ví dụ như tàu vàng ở đây này, ví dụ như Hoàng Hà, đấy, đội Hồng Anh chẳng hạn, vào là bắt đầu hành động bum 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 bum. Đấy, giống như bạn Thoa hôm qua ấy, đấy, hành động quyết liệt luôn, không có ngại ngần cái gì cả. Cho hình dung chưa? Đấy. Thế còn một số anh chị em thì chúng ta đã có khát khao rất tốt rồi. Đấy, giống như ví dụ như đội Phương Anh này, Hoàng Ngân này có khát vọng khát khao rất là tốt rồi. Nhưng bởi vì mình chưa kinh doanh bao giờ. Đấy, cho nên là mình sẽ có những cái cảm xúc nó lên nó xuống. Đấy, và mình giải quyết dần 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 dần. Mình giải quyết nó xong được cái đấy ấy, và lúc nào chia sẻ như hơi thở ấy, không quan tâm người khác nghĩ gì, không quan tâm kết quả ra sao ấy, thì lúc đấy sẽ bứt phá. Ok, cảm ơn câu hỏi của An Vượng. Không biết là An Vượng rõ chưa? Có hỏi thêm gì không? Rõ rồi, nhưng mà anh cho em hỏi thêm một câu nhỏ nữa thôi được Ừ. không ạ? Em thì em đang có, ngày xưa là em làm ở trong bệnh viện, thì bệnh viện ở bên em thì cũng khá Tự là nhiên cái tiếng của An Vượng nhỏ thế nhỉ? Em xem nói gần đấy, đúng rồi, để cái mic gần vâng. Trước khi em nghỉ việc để em làm series ấy, thì em làm cho một bệnh viện rất là lớn, thì em đang muốn là đưa cái sản phẩm pho 4 vào cái bệnh viện này. Tại vì bệnh viện này thì họ phẫu thuật rất là nhiều các cái bệnh nhân đại phẫu, thì họ rất là cần những sản phẩm này á. Thì em đang định lên trên em đang lên kế hoạch để làm việc với cái chị kế toán trưởng ở của tập đoàn. Đấy, thì em đang định ở trong đầu là em sẽ chia sẻ cho chị ấy cái sản phẩm Follow 4. Nhưng mà chị ấy là người khá là cá tính và chị ấy cũng cũng rất là chắc chắn trong công việc á. Thì em cũng chưa biết là mình sẽ nên chia sẻ như thế nào để mình có cái khả năng thuyết phục chị ấy hơn và đưa ra quyết định để hợp tác với mình hơn ấy. Ok. Thì anh có thể hướng dẫn em cách chia sẻ. Rồi, mục tiêu của em là gì? Tìm người bán hàng hay tìm người xây dựng hệ thống? Mục tiêu thì tất nhiên là phải làm hệ thống thì nó mới lâu bền được. Thế còn đối với mục tiêu của chị này thì Không, anh nếu hỏi mà mục tiêu của em, không hỏi mục tiêu của chị. mục tiêu của em để làm việc với chị này á Mục tiêu của thì em là xây dựng hệ thống, tìm người xây dựng hệ thống, hay mục tiêu của em là tìm người bán hàng? mục tiêu của em là tìm người làm hệ thống. À, tốt.
trước khi làm bất cứ điều gì phải xác định đích của mình là gì. Trước khi định làm bất cứ một cái việc gì, định tiếp cận ai, nói chuyện với ai rồi vân vân, biết đích của mình là gì. Đúng không? Đích của mình là đi tìm những người xây dựng hệ thống kinh doanh, chứ không phải đi tìm người bán hàng. Thế thì vì đích của mình là tìm người xây dựng hệ thống kinh doanh, thế cho nên là trong đầu không có cái việc mà đưa cái sản phẩm đấy vào bệnh viện. Đưa sản phẩm vào bệnh viện không phải là người xây dựng hệ thống kinh doanh. Người xây dựng hệ thống kinh doanh là người thích học tập phát triển, thích đào tạo, thích huấn luyện, thích lãnh đạo để ra đội nhóm, ra tổ chức. Đó. Thì đấy, nó mới đúng đích. Chứ còn mình làm sao để tiếp cận đưa cái sản phẩm này vào bệnh viện thì đấy là nhầm đích. Đấy là vào đấy để tìm ra người bán hàng. Cho nên cái câu chuyện của em ấy, nói chuyện với chị ấy, là cái chuyện mà mình nói đây này, cái sản phẩm này rất là nhiều người cần này, đúng không? Và đặc biệt cơ hội kinh doanh này, những người giỏi như chị và giỏi hơn chị ấy, rất là cần. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là có thể giúp đỡ được rất nhiều người, thứ hai là có thể đạt được nhiều những cái giá trị. Cái toán trưởng thì có cái gì mà hoành tráng, mình có một cái niềm tin lớn hơn họ rất nhiều chứ. Cái toán trưởng là hoành tráng với lại cái toán trưởng ở đấy thôi chứ. Cái toán trưởng bên em nhiều quyền quyết định lắm, khi mắng quyết định chỉ ở trong đấy thôi. Quyết định trong cái tập đoàn đấy. À, cái toán trưởng có tự do không? Cái toán trưởng có thu nhập thụ động không? Tất nhiên là không. À, ví dụ như vậy, nhưng mà mình phải xem được là mình phải biết cái điều mà người ta có nỗi đau không, mình phải hiểu, đúng không nào? Nếu mà mình không hiểu nỗi đau mà người ta vẫn đang rất tự hào, đang rất hài lòng, rất thỏa mãn thì nó chưa phù hợp. Nhưng nếu mà mình tìm được điều chăn trở ấy, có nhiều kế toán họ chăn trở chứ, họ có tiền nhưng mà còn những cái giá trị khác họ không đạt được, họ chăn trở, họ muốn thay đổi, ví dụ như vậy. Tại em lại nghĩ là nếu đưa cái sản phẩm này vào bệnh viện em thì sẽ dùng tiêu dùng rất là nhiều á, tại vì bệnh viện cũng rất là lớn và khách thì. Rồi bây giờ nha, anh hỏi này, em chọn đúng hay chọn thành công? Chọn thành công. À. Tất cả các thủ lĩnh thành công của S69 chưa một ông nào đưa sản phẩm vào bệnh viện đấy. Bài học số 1, cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng là trở thành ai? Trở thành thủ lĩnh truyền cảm hứng. Và? Và thắp sáng ước mơ cho người khác. Thầy, cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng, đúng không? Để thắp sáng ước mơ cho những người đi cùng với mình, dẫn dắt họ vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ. Cái thứ mà mình gieo cho người ta ấy, đấy là cái việc mà trở thành nhà đào tạo, trở thành thầy cô giáo, trở thành thủ lĩnh thì mới ra được hệ thống. Chứ còn nếu mà mình gieo bán sản phẩm trong bệnh viện thì làm sao ra được nhà huấn luyện đào tạo, làm sao ra được thầy cô giáo thắp sáng ước mơ cho người khác. Ví dụ người ta là kế toán trưởng, xem người ta có chăn trở với lại các vấn đề của người khác không? Người ta có muốn giúp đỡ người khác cũng giàu có, cũng thành công không? Ví dụ như vậy. Thế còn em cứ chia sẻ một cách hồn nhiên đơn giản thôi. Và cái sản phẩm này này, đấy, nó có thể giúp chị. Không biết là chị đã thành công như vậy trong công việc rồi thì chị còn cái điều gì mà chị mong muốn đạt được mà chưa đạt được không? Thì em cũng không biết được, nhưng em chắc chắn em biết là cái cơ hội kinh doanh này với những cái dòng sản phẩm như này, này sẽ giúp chị đạt được cái điều đấy. Mình cứ gợi mở bằng một câu đấy, người ta có quan tâm không, để xem thái độ, xem phản ứng người ta như thế nào. Rồi cảm ơn An Vượng, cứ từng bước một. Điều bài học là gì? Bài học không quan trọng là cái chị kế toán trưởng này. Cái bài học là dành cho em ấy, là mình phải biết đích của mình là gì. Vì khi mình biết đích của mình là gì thì mình đi gieo nó mới đúng được. Bởi vì mình không biết đích là gieo nhầm ngay. Gieo gì gặt đấy mà. Đấy nha, qua cái bài học của bạn Vượng cũng ở đây cũng có như, giống như là giáp dung này. Đấy, bởi vì sao mình chưa nắm rõ đích. Thế cho nên cứ gieo là sản phẩm tốt, thế chỉ ra người tiêu dùng thôi, hoặc là ra một vài người đi gieo sản phẩm bán hàng, đúng không? Nhưng mà cái đích của mình là trở thành thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng, cái người xây dựng hệ thống. Trên gieo ấy là cái
sản phẩm này tốt này, cơ hội này tốt này, anh chị có thể tìm được 10 cho đến 20 người thích kinh doanh không, thích thay đổi cuộc đời không, thích dẫn dắt không, thích phát triển không, ví dụ đấy. Thì cái cách gieo như vậy thì nó mới ra được nhà kinh doanh và ra được người xây dựng hệ thống. Gieo gì gặt nấy mà. Mình là cái người dẫn đường thì ngay những cái khuôn đầu tiên nên là mình phải đúc cho nó chuẩn. Cũng đã có những buổi cường chia sẻ, có những anh chị em mà kết nối với người ở hiệu thuốc ấy. Mình cứ gieo đưa cái sản phẩm này vào bán hiệu thuốc, bán được bao nhiêu? Ăn thua gì đúng không? Phải gieo cái ông chủ hiệu thuốc ấy. Bây giờ cái hiệu thuốc của anh 4-500 triệu tháng được bao nhiêu? 20 triệu. Đóng cửa đi cho nó nhanh. Bây giờ có cái cách mà nó không cần như thế, có thể nhân bản ra 100-500 cái hiệu thuốc. Mà nó có tự do, ví dụ như vậy. Thế mới là gieo. Chứ còn gieo vào mấy cái sản phẩm canxi hay là Juanomo hay Formula 4 bán vào đây dễ lắm, tốt lắm. Thế thì vẫn là cái việc cho cái ông đấy bán mấy cái sản phẩm thôi, chứ không ra được người xây dựng hệ thống kinh doanh. Các bạn hình dung chưa? Cho nên là mình gieo nó phải chuẩn. Gieo gì gặt đấy. Gieo hạt cam không thể gặt quả mít được. Gieo kiểu người bán hàng thì làm sao gặt được thủ lĩnh. Mà việc của mình là cái quả rất ngon là chúng ta muốn gặt là quả thủ lĩnh đúng không anh chị em? Rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn câu hỏi của An Vượng. Bao nhiêu trong số anh chị em mà qua những câu hỏi của bạn An Vượng mình cũng học được những cái bài học cho mình thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu trong số anh chị em mà thấy được rằng mình và tất cả tư vấn viên của mình biết gieo để gặt thủ lĩnh thì mình sẽ trở thành vô địch và đội mình vô địch, giơ ngón tay cái. Ok, cảm ơn. Đây, cho nên hai so sánh hai tay vào nhau. High five, phải gieo để gặt thủ lĩnh. Rồi, cảm ơn cả nhà. Xin mời câu hỏi tiếp theo anh chị em nào có câu hỏi em ạ. Cho em hỏi Phương Anh. Okay. Vâng. Phương Anh rồi đến Phương Anh. Vâng ạ, cho em hỏi là hiện tại thì là một trong những cái thị trường mục tiêu mà em đang hướng tới thì là thị trường làm công ăn lương. Cái thị trường mà em xuất phát từ đấy đi ra và hầu như các cái mối quan hệ của em cũng đang ở trong cái thị trường đó. Thế tuy nhiên đối với thị trường làm công ăn lương này thì thực ra là mình cũng hiểu rõ những cái nỗi đau của các bạn ấy đang gặp phải, như là về mặt thời gian gò bó hay là thậm chí là cả những cái môi trường nó không được lành mạnh, thậm chí là cạnh tranh gay gắt, hay là cái tài chính nó cũng hầu như là cũng chưa thỏa mãn được những cái mong muốn của mọi người. Tuy nhiên thì cái thị trường này nó cũng gặp vấn đề là dường như mọi người cũng đang có một cái công việc gọi là ổn định và nó cũng đã gieo vào trong cái tiềm thức và cái suy nghĩ của mọi người rất là lâu rồi. Dường như là cũng chưa có ai mà có cái, ngay khi em chia sẻ thì hầu như là họ cũng đang nghĩ là họ cũng đang có một công việc rất ổn định rồi, tại sao họ phải chuyển sang một cái mới chẳng hạn, mặc dù là nghe nó cũng có cũng hay đấy, hoặc là cũng tiềm năng và cũng nhiều cái mà họ khao khát đấy. Nhưng mà tất cả những cái trường hợp mà em chia sẻ thì dường như cũng chỉ dừng lại ở việc mà tiếp nhận thông tin một chiều thôi, hoặc là họ có thể là sử dụng một số sản phẩm để tìm hiểu xem, nhưng mà hầu như là cũng cảm giác như nó đang bị dừng lại, bị chững lại mà không có cái hướng đi tiếp. Thì em cũng không biết là đối với, vì đây cũng là một trong những cái thị trường mà mình đang liệt kê trong những thị trường mục tiêu mà có thể hướng đến, vậy thì đối với thị trường này thì nó có bị như kiểu là bị chậm, hay là cái việc chuyển hóa rồi là cái việc mà tìm ra những cái người đi làm hệ thống cùng với mình nó rất là khó không ạ? Anh cho em cái tư vấn thêm về cái thị trường. Ok, cảm ơn câu hỏi của Phương Anh. Bây giờ chúng ta biết này, thị trường nào thì cũng cứ tuân thủ con số xác suất mà là. Cường cũng xuất phát từ làm công ăn lương đúng không? Từ ngày xưa bắt đầu từ làm công ăn lương ra. Ở đây nhà tư vấn chuyên nghiệp Bùi Thanh Hương cũng từ làm công ăn lương ra. Nhà tư vấn chuyên nghiệp Lương Thanh Quỳnh ở Sài Gòn cũng từ làm công ăn lương ra. Đấy. Rồi Trần Thị Kim Dung nhà Cường cũng từ làm công ăn lương ra. Vân vân. Thế thì cho nên là sao? Cho nên là thị trường mục tiêu nào cũng vậy thôi. Cứ nó luôn luôn tuân thủ con số xác suất thống kê. Luôn luôn tuân thủ xác suất thống kê. Cho nên là mình không có cái rào cản là cái nhóm nào cả. Ở đây các bạn vào cái nhóm của Ruby Nguyễn đấy nhá, cái nhóm mà đánh thức viên ngọc bên trong bạn ấy, search cái nhóm Facebook đấy, Cường có kết nối một số anh chị em vào rồi đấy. Phương Anh vào đấy chưa?
Em vào đấy rồi và bạn tại bạn Ruby Nguyễn này thì em cũng đã học khóa của bạn ấy là đánh thức viên ngọc ở trong 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 bạn, em cũng học bạn ấy rồi. À, đấy, thế thì ví dụ cái mô hình thác nước lại rất quan trọng. Cái quan trọng đầu tiên là bắt đầu mọi thứ bắt đầu từ mình đúng không? Vâng. À, mọi thứ bắt đầu từ mình. Thế xong mình có cái giá trị gì hay là mình có giải pháp gì để mình trao ra thị trường. Hiện nay ví dụ trong tay em phải biết chính xác là mình đang có giải pháp để giúp cho những người làm công ăn lương để thoát khỏi cái bẫy đấy. Có đúng không nào? Vâng. Thoát khỏi cái bẫy tức là cả đời đi làm công ăn lương mà cuối cùng mà không có tự do và cũng chẳng giàu có được, trừ một số rất ít người, đúng không? Rồi cái thứ hai là cái ba là lựa chọn cộng đồng của mình ấy, là em chọn cái thị trường mục tiêu là làm công ăn lương, thì em biết nỗi đau rồi đúng không? Vâng. Đấy. Thế thì khi em biết nỗi đau từ đó rồi thì bắt đầu mình xây dựng cái nhân hiệu của mình trên Facebook ấy. Vâng. Đấy, để mình chia sẻ về những cái nỗi đau đó, nỗi đau của mình cũng là nỗi đau của người khác. Trong quá trình mười mấy năm mình đi làm việc ấy, mình có những cái nỗi đau gì, đúng không? Rồi bắt đầu em phát hiện ra, bắt đầu mình đi phát triển bản thân, mình học, mình hành ấy, bắt đầu mình nhận ra là những cái sai lầm gì, mắc phải những cái bẫy gì. Kim tứ đồ ấy, Vâng. con người ta bị mắc vào cái bẫy đi làm công ăn lương, bị cái bẫy ổn định này, đúng không? Vâng. Đấy là bị vào bẫy. Đấy, rồi cái bẫy giả vờ hài lòng với những gì mình đang có. Em hình dung không? À, Vâng. giả vờ hài lòng với những gì mình đang có, cái bẫy du ngủ, đúng không? Rồi nỗi đau nữa là gì? Toàn giả vờ hài lòng với những gì mình đang có thôi. Có thích tự do không? Có. Giả vờ hài lòng mình phải biết chính xác như vậy, đeo mặt nạ. Nhưng bởi vì tiềm thức nó dẫn dắt, bởi vì nó sợ hãi, phải không? Rồi Vâng. nỗi đau của người làm công ăn lương là gì? Là đau đầu hàng tháng, đau đầu với hàng tháng, đau đầu với những cái hóa đơn thanh toán, tiền điện, tiền nước, tiền đóng học cho con, ví dụ như vậy. À, thì mình phải thấu hiểu những cái nỗi đau như vậy. Thế trong những cái livestream ấy mình chia sẻ để mình truyền cái thông điệp đó, giống như là tôi là cái người đi giải cứu những người làm công ăn lương để giải phóng tự do, ví dụ thế, đúng không? Bởi vì bản thân tôi đã mắc kẹt vào đấy rồi và ngày hôm nay tôi nhận ra con đường sống cuộc đời này có bao nhiêu đâu đó, 22 tuổi đi làm xong đến 70 tuổi chôn, 22 tuổi bắt đầu chết và 70 tuổi, 80 tuổi là chết thực sự. Làm công ăn lương là chết ước mơ, đúng không? À, ước mơ càng ngày càng teo từ từ, bé dần dần. Đấy, những cái nỗi đau như vậy, rồi thậm chí không có ước mơ, chẳng biết sống để làm gì. Em có những cái thông điệp như vậy, đúng không nào? Thì đấy là đầu tiên là mình xây dựng cái nhân hiệu của mình để tập trung trao vào giá trị vào cái cộng đồng mà mình hướng tới. Cái nữa là gì? Trong cái lúc mình chia sẻ với những người làm công ăn lương ấy, phải thông qua câu chuyện bản thân của em. Thông qua câu chuyện bản thân của em. Từ cái nỗi đau của em mà mình nhận thức ra. Nhưng khi mình chia sẻ nó phải đầy cảm hứng, tức là sáng bừng ra giống như mặt trời chân lý chói qua tim ấy. Mình nhận ra được giây phút ngộ thì giây phút thoát ra mà. Một cái giây phút mình ngộ thôi là mình thoát luôn được khỏi cái bẫy đấy rồi, đúng không? Thế còn thành công thì nó cần một cái hành trình. Và mình chia sẻ cái câu chuyện của mình thôi. Và bắt đầu mình sẽ làm việc với ý kiến phản đối, cũng trong bao giờ thế thôi, theo xác suất. Không có chuyện là 10 người em nói chuyện cả 10 người, nhưng mà kiểu gì 10 người sẽ có người, chắc chắn nếu có 10 người mà em chia sẻ, kiểu gì có người kép được. Bởi vì nhiều người làm công ăn lương họ cũng trăn trở, họ cũng bế tắc, hoặc là họ chưa bao giờ được đánh thức. Đó, nhưng cờ ngày xưa nha, làm dầu khí ấy, là mình ở bên trong có cái tự do, rất thích tự do, nhưng chẳng biết làm cách nào cả. Không ai chỉ đường, không ai mách cho con đường. Đấy, không ai rủ kinh doanh, ví dụ thế. Thế tự nhiên anh Minh anh rủ phát, thế xong nghe nói chuyện thế là bắt đầu sướng rồi. Và cái công ty Agile ngày xưa cầm cái công ty đầu tiên đấy là suốt ngày cứ bắt đầu hội thảo hay là trong đào tạo nó chỉ bật cái bài freedom rồi, tự do, thế bắt đầu nó gieo vào đấy. Nên mình có thể gieo những cái giá trị đó về sự tự do, đúng không? Thông qua câu chuyện của mình, chẳng lẽ là mình đi làm đấy mười mấy năm, chồng thì làm trưởng phòng, mình thấy cuộc sống rất tốt rồi, nhưng mà chẳng lẽ là chỉ có ăn xong để xong lại đi làm, ăn xong đẻ xong đi làm, sống một cái cuộc sống nó lãng xẹt thế sao?
Và trong khi đó cuộc đời này còn biết bao nhiêu thứ, đúng không? Thì thông qua câu chuyện của mình ấy, là sẽ chạm đến nỗi đau của họ. Nói về nỗi đau của mình là chạm đến nỗi đau của họ. Và cái người nào họ cũng có nỗi đau giống như mình thì sẽ kết nối. Và lúc đấy thì sao? Họ quan tâm, bởi vì con người đi trước, đúng không nào? Phương Anh nhìn chung chưa? Thế cho nên là không có ngại cái việc là mình còn lăn tăn là cái thị trường mục tiêu mình toàn như vậy thì có thành công được không? Thị trường đấy là thị trường số đông. Số nhiều. Số nhiều nằm ở đấy. Anh ơi, cho em hỏi, vậy thì những bạn mà em đã chia sẻ rồi ấy, thế thì bây giờ mình vẫn follow theo bởi vì ngoài cái việc trên Facebook ấy thì thật ra mà đầu tiên là để kết nối được thì cũng đã có thời gian mà em đã chat rồi là trao đổi kết nối qua cái phương tiện rồi. Thì bây giờ mình sẽ next step là mình vẫn sẽ gửi những cái giống như là cái video truyền động lực hay là những cái tức là những cái tạo gọi là đánh vào nỗi đau của các bạn ấy tiếp à? Ý em nói là em không muốn là dừng lại ở cái góc độ là gặp bạn xong rồi sau đó là dừng lại, bạn ý cũng có thể là không trả lời tin nhắn nữa hoặc là để tôi xem hay như nào đấy, nhưng mà ý em nói là em cũng đã mất tức là đã phải rất nhiều công sức để kết nối lại hoặc là gặp được rồi, nhưng sau đó thì nếu mà dừng lại thì em cảm thấy rất là phí, nên em muốn hỏi anh là cái next step tiếp theo sẽ nên làm như thế nào. Thứ nhất ấy là người ta sẽ theo dõi mình, có thể mình nhắn tin có thể người ta không trả lời nhưng người ta vẫn luôn luôn follow mình. Follow là do tiềm thức của họ ấy. Vâng. Follow có rất là nhiều người gần kết nối, nhắn không trả lời nhưng họ luôn luôn theo dõi. Đấy, thế cho nên là cái việc của mình là gì? Việc của mình là trao giá trị trên Facebook ấy, làm nhân hiệu, đúng không? Đấy là việc đầu tiên, thường xuyên, tần suất. Đấy. Để họ thấy được mình thay đổi, họ thấy mình càng ngày càng thay đổi. Thế đương nhiên sau này họ có những người thấy thay đổi thì sẽ có người theo mình, sẽ có người không theo, không quan trọng. Việc số 2 là mình vẫn giữ kết nối. Đó. Rồi chia sẻ, kết nối với họ thì nên video call. Rồi mình học được cái gì hay, mình có cái gì hay, mình chia sẻ một vài câu chuyện đơn giản thôi. Đúng không? Rồi có những cái người mà qua những cái buổi Zoom này mình có thể ghi lại 1 phút, 2 phút cái video thôi. Thế mình nhắn cho họ, ui, có một cái chị giống bạn thế, làm người rất là giống bạn, hôm nay chị làm công việc này với mình này, chị thay đổi này, chị rất là thích này. Đấy, em gửi cho họ mà, bạn xem nhé, 1 phút, 2 phút, ví dụ như vậy, mình cứ gieo. Và mình không có từ bỏ ai cả, đúng không nào? Vâng. Rồi, cảm ơn Phương Anh. Vâng ạ, cảm ơn anh. Ok. Xin mời Vũ Hạnh. Vâng, em chào thủ lĩnh, chào tất cả mọi người trên room ạ. Em có một câu hỏi nhỏ thế này ạ, nhờ thủ lĩnh trợ giúp em. Có một bạn trong nhóm em ấy thì là bạn ấy có quen một bác sĩ đã về hưu rồi. Thì bác ấy cũng, bạn ấy gửi con số video, nhưng mà bác lại có rất nhiều vấn đề về sức khỏe ạ. Và bây giờ là đang dùng thuốc nam để chữa sỏi mật. Thế nhưng mà tuy nhiên là khi mà bạn ấy chia sẻ một số video về sản phẩm thì bác ấy cũng chủ động là bác ấy bảo là chuyển cho bác ấy formula 4 và bộ ba thanh lọc. Thế nhưng mà bác ấy bảo là bác vẫn đang dùng thuốc nam. Thế thì bạn ấy cũng rủ em đi cùng. Thì em thì bao giờ em cũng nhắm vào kinh doanh rồi. Thế nhưng mà em đang đắn đo là ví dụ như người ta đang dùng thuốc nam như thế mà người ta cũng đồng ý mua của mình như thế này. Thì cái việc mà bảo họ dừng cái thuốc nam đi mà chuyển sang cái này thì em nghĩ rằng là chưa chắc họ đã nghe theo. Thế thì nên như thế nào ạ? Ok. Mình là người dẫn đường nha, mình phải mạnh. Thể hiện cái niềm tin quyết liệt. Bác biết đây ấy, đây nó là gọi là đông y cao cấp đấy, bác xem thành phần hàm lượng đấy, thành phần đấy toàn là thảo dược đúng không? Và đây lại được các nhà khoa học Nga họ chiết xuất lấy những cái cần thiết rồi, những cái gì cơ thể cần rồi, mà bác là nhà khoa học, bác là cái người có chuyên môn thì bác đọc là bác hiểu rồi. Thế cho nên là tội gì mà uống thuốc nam. Và cháu cũng thấy những cái bác sĩ nhân lương y ở đây khi họ tiếp cận họ bỏ hết thuốc nam này, họ uống. Thế cho nên là bác muốn bây giờ hiệu quả nhanh ấy, mà đặc biệt là sau này bác còn giúp đỡ được rất nhiều người khác. Thế cho nên là bác cứ dẹp cái thuốc nam này đi, uống đi cho nó nhanh. Thế đầu tiên là sao? Mình đến với họ bằng một cái niềm tin mạnh mẽ như vậy. Bởi vì mấu chốt là như thế này này. Mấu chốt không chỉ giúp cho người ta đi cùng mình.
mà mấu chốt để người ta nhìn thấy mình là người dẫn đường có thể dẫn dắt họ thành công được. Và muốn người ta nhìn thấy mình là người dẫn đường dẫn dắt họ thành công thì phải thể hiện cái niềm tin mạnh mẽ và cái sự quyết liệt của mình. Đúng không? Thế còn sau đấy người ta muốn làm theo cách của họ thì đấy là việc của họ. Nhưng còn việc của mình là phải thể hiện cái sự mạnh mẽ đó, sự dẫn dắt đó. Đúng không? Bây giờ nó có một cái thứ siêu phẩm như thế này, đông y cao cấp này thì dùng cái thuốc nam đấy làm gì, mặc dù nó tốt bất đi. Đúng không? Thì mình mạnh mẽ như vậy. Ok. Rồi, em cảm ơn thủ lĩnh ạ. Rồi, có thể dùng thêm nữa, khích tướng nữa. Rồi, những cái người mà thầy thuốc hay giống như bác này, họ ngoài bộ 30 formula 4 này tốt rồi, nhưng mà họ toàn dùng những cái thứ ví dụ như siêu vitamin này này. Đấy, đấy nó mới xứng đáng dành cho những người như Neurovision này, nâng cao họ lên. Nâng cao họ lên để họ xứng đáng được dùng những thứ xứng đáng. Đúng, 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 đúng ạ. Đúng không? À. Đúng, chính xác ạ. Ok. Dạ, hay quá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Hạnh. Rồi. Dạ. Xin lỗi Hồng Anh. Anh ơi, em xin... Em chào anh, chào anh chị em trên Zoom ạ. Okay. Anh ơi, em có tình huống là chủ nhật vừa rồi á, em có hẹn một bạn đến để chia sẻ về CBD. Thì sau khoảng độ một tiếng chia sẻ, và lúc đấy thì bạn ấy dẫn cả hai bạn của bạn ấy đến nữa, thì em cũng bất ngờ, nhưng mà sau đấy thì em chia sẻ luôn cho cả ba bạn. Và chốt cái cuộc hẹn hôm đấy là bạn ấy đã mở tầng 1 và hai bạn mở tầng 2 của bạn của em luôn. Thế nhưng mà để bạn tầng 1 của em thì bạn ấy rất hiểu vấn đề rồi. Khi mà có chia sẻ thì em cũng có nói về cái việc là vì sao CBD trả tiền cho bạn ấy ạ. Rồi. Và cũng nói con đường, có nghĩa là nói chia sẻ rồi thì... Nhưng mà có một bạn tầng 2 thì hôm nay quay lại thì bạn ấy có băn khoăn với em thế này. Là em tại sao lại không đi bán hàng? Bán hàng ở trong CBD được có 2% thu nhập, mà lại là đến 18% tuyển dụng và 80% đào tạo, thì có phải là dạy nhau để lôi kéo vào hệ thống không? Đấy, thì xong em cũng có giải thích rồi. Thế nhưng mà xong bạn ấy bảo là đây đúng là kiểu làm đa cấp. Và em lúc mà em nói chuyện với các bạn ấy xong, giới thiệu về cơ hội kinh doanh, về mọi thứ ấy, thì bạn ấy rất là ok và bạn ấy hiểu vấn đề. Thế nhưng đến bây giờ thì bạn ấy lại bị mắc như thế. Và em đã không hiểu là mình đã sai ở đâu mà khi mà chia sẻ với bạn đấy, hay là... Và bây giờ cái tiếp theo là em sẽ phải làm thế nào để mà gỡ cái khúc mắc của bạn ấy, vì bạn ấy cứ muốn là bạn ấy sẽ bán hàng theo kiểu truyền thống đã. Ok. Ở đây mình chẳng sai ở đâu cả. Vấn đề là khi người ta nghe, người ta thích quan tâm rồi sẽ bắt đầu về. Về bắt đầu có thể gặp người nọ, có thể gặp người kia, thế xong bắt đầu vọng tưởng, bắt đầu bên trong này này, cái cuộc đấu tranh trong tâm trí của họ ấy, là bắt đầu nghĩ ra đủ thứ, đúng không? Dạ. Nghĩ theo, diễn giải theo cách của họ. Đấy, thế diễn giải theo cách của họ. Thế còn việc của mình là gì? Giúp làm rõ, đúng không? Đấy, dạ. Thế thì áp dụng 6 bước là về ý kiến phản đối. Khi mà họ nói như vậy thì mình phải áp dụng chính xác. Ô, thế à? Thế tại sao bạn nghĩ là kinh doanh chỉ có bán hàng không? Thế còn gì nữa không? Mình hỏi trước đã. Đấy, sau đó đồng cảm bản thân mình ấy, thì ngày xưa bắt đầu vào ấy, thì mình cũng chưa hiểu về kinh doanh, nên mình cũng có rất nhiều người lăn tăn, và trong cái quá trình làm việc này cũng có nhiều người có câu hỏi giống như bạn, đúng không? Và có những người cũng lao đi bán hàng cuối cùng chẳng có tiền. Thế còn những người mà họ dành chính xác thời gian ấy, 18% là đi tìm đồng đội, 2% bán hàng, đúng không? 80% là học và đào tạo. Đấy, thì ngày hôm nay họ đều thành công và có hệ thống kinh doanh thành công lớn. Và tại sao nó lại như vậy? Thế vào đây bắt đầu mình học tập, đúng không? Và mình mới biết được rằng là thứ nhất, no team, no money, không có đội, không có tiền. Và tất cả những người thành công lớn trên cuộc đời này, không ai thành công một mình được hết. Bây giờ bạn cứ xem đi, ai đi bán hàng giàu có và có tự do, chỉ bán hàng không? Không có. Rồi... bạn có biết từ network marketing có nghĩa là gì không? Theo bạn hiểu cái từ network có nghĩa là gì? Đó. Networking có nghĩa là gì? Từ network có nghĩa là gì? Đúng nào. Rồi mình đặt câu hỏi. Bây giờ theo bạn này. Một mình bạn bán có bằng 1.000 người bán không? Một mình bạn bán có bằng 10.000 người bán không? Em đặt câu hỏi như thế. Để cho họ tư duy. Đúng không? Đấy. Cái việc mà mình chia sẻ giải thích ấy, thì não của người ta đóng, nhưng việc mình đặt câu hỏi ấy, là người ta phải nghĩ, mà thế là não người ta phải mở. Nếu như mình chỉ nói không ấy, là giống như là cái cốc nước này nó được đậy lại và mình chỉ nói không là nước nó không vào được,
Nhưng khi mình hỏi là buộc họ phải mở não, họ nghĩ, họ phải tư duy. Thì đấy là cái quá trình dẫn dắt và hướng dẫn cho những cái người mà họ đang giải thích theo cách của họ, đúng không? Dạ, dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em lại phải kết nối lại với bạn ấy để... Ừ, thì chuyện bình thường. Cho nên là luôn luôn áp dụng các cái bước làm về ý kiến phản đối và biết cách đặt câu hỏi. Đấy, xong sau mình có thể khẳng định bạn cứ vào đây rồi bạn dần dần bạn sẽ hiểu cái bước đầu, cái việc mà tư duy nghĩ như bạn là bình thường, bởi vì nhiều người cũng thế. Ok, cảm ơn anh. Xin mời anh chị em khác. Anh Cường ơi, cho em hỏi một chút ạ. Ừ, Trang bật video em. Ồ, em xin lỗi, em phải tắt video để nó không tiện lắm. Rồi, ok. Anh cho em hỏi một chút, em thì câu chuyện của em như này. Em xin lỗi, hôm nay em vào lớp cũng hơi muộn một chút cho mọi người. Tức là có một bạn, bạn ấy đang làm Nuskin. Ok. Có quan tâm đến cơ hội của hợp tác với bên mình. Thì khi mà bạn lên thăm văn phòng ấy, bạn cũng, sau đấy thì em cũng có hỏi lại cảm nhận của bạn ý. Thì bạn hỏi em hai câu hỏi như này. Hỏi là Siberia đã lên sàn chứng khoán chưa? Cái thứ hai là tớ vào văn phòng rồi thì tớ thấy cái quy mô nó không hoành tráng, sang trọng, nhìn nó giản dị quá, nó so với bên tớ thì thế này thế kia. Ý là thế. Thì em cũng không trả lời đâu. Thì em cũng nói như này, mà thực sự thì tớ thì cũng như cậu biết là dân làm công ăn lương đi kinh doanh, nên là đang học tập để trưởng thành thôi. Nên là cái câu hỏi của cậu lên sàn chứng khoán chưa ấy, thì tớ biết ngay rằng cái tư duy kinh doanh của cậu là tốt hơn hẳn tớ rồi đấy. Cậu mà làm là chắc chắn là tốt hơn tớ. Thế còn nhưng mà cho tớ hỏi là tại vì tớ cũng không nhiều cái kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh lắm, nên cho tớ hỏi là cái việc lên sàn chứng khoán với lại cái văn phòng nó hoành tráng long lanh ấy, ăn mặc kiểu cách gọi là fashion các thứ ấy, thì nó có hiệu quả như thế nào đối với kết quả kinh doanh của cậu? Đấy, hỏi bạn thế. Thì bạn bảo là thì nó cũng lại tâm sự thật, nó bảo thực ra cũng hơi mệt mỏi ấy. Tại vì cái tệp khách hàng của mình nó thế này thế kia. Thế thì em lại hỏi là thực ra thì cậu hỏi tớ cái câu hỏi liên quan chứng khoán, nên tớ mới biết rằng trên đời là người ta đôi khi làm kinh doanh người ta quan tâm cả cái nguyện đấy nữa. Nhưng mà tớ nghĩ rằng là ở góc độ khách hàng ấy, thì khách hàng đâu có quan tâm đến bọn cậu có lên sàn hay chưa đâu. Tại vì là có mấy lần tớ mua hàng của cậu ấy, có bao giờ tớ hỏi là cậu ơi, Nuskin của cậu lên sàn chưa đâu. Em hỏi bạn thế, em bảo bạn thế thì nó không nói gì. Nó nói gì thì em bảo là thôi đấy, cứ nghiên cứu đi, tại vì cái cậu đã có sẵn tư duy rồi. Có điều bây giờ cậu cảm thấy cái mô hình của tôi nó phù hợp với cả cái mục tiêu của cậu hay không thôi. Và em nói sang chuyện khác. Thế nhưng mà em muốn hỏi là vậy thì với cái trường hợp này ấy, tối hôm qua thì bạn có xin cái thông tin liên quan đến mô hình trả thưởng. Thì em có gọi em chia sẻ, xong đấy em gửi cho một cái video của Anna ấy. Thì tại vì hôm qua hơi muộn, sáng nay bận quá em chưa liên lạc lại, nhưng mà theo các anh các chị thì theo anh thì mình nên từ từ xin lỗi Trang nhé, nhớ là với những người làm mạng ấy, gửi cái video sơ đồ trả thưởng, phải gửi cái video của anh ấy. Trong đấy anh phang rất nhiều cái việc mà giá cao, cái việc mà năng động nó cao, cái việc mà phân biệt đối xử giữa người nghèo và người giàu. Anna thì chỉ phân tích về mặt kỹ thuật thôi. Đúng rồi, em thấy nó ngắn em gửi. Cho nên là mình phải biết gửi video gì. Với những người mà chưa bao giờ làm mạng ấy, thì có thể gửi cả hai đều được. Đấy, nhưng mà với những người đã làm mạng rồi thì gửi cái video của Cường ấy. Vì trong đấy là Cường không chỉ giải thích về, chia sẻ về sơ đồ trả thưởng, và trong đó mình nói rất nhiều về nỗi đau của những cái thằng mà méo mó, nó phải chống xào, nó nhảy qua rào ấy. Ví dụ những cái hình ảnh như vậy. Thì khi người ta gặp nỗi đau đấy, người ta nghe phát là người ta biết ngay. Ok, Trang thứ nhất là em làm việc ý kiến phản đối thế là rất tốt. Đấy, thế thì trong cái lúc mà mình chưa biết cách trả lời khác ấy, thì em hỏi như thế và làm việc như thế rất tốt. Và cộng thêm được cái này nữa thì tốt hơn nữa này. Em kể câu chuyện của Lương Thanh Quỳnh. Em biết chị Lương Thanh Quỳnh đúng không? Vâng, em biết ạ. Đấy, chị Lương Thanh Quỳnh cũng rất fashionable. Em quên đấy, em quên. Phải kể cái câu chuyện ra, tại sao mà làm 5 năm rồi. Cung cấp thêm thông tin cho chị. Đấy, tại sao làm 5 năm rồi. Đấy, cũng có rất là nhiều những cái chăn trở băn khoăn cho những người đi cùng với mình. Thế cho nên là, và cũng xung đột nội tâm rất nhiều khi mà quyết định tham gia. Đấy, nhưng mà cái đầu tiên chị vào môi trường, chị học tập vào cái Zoom đầu tiên nhìn người, là chị cảm nhận đi đầu tiên là rất là thật. Mọi thứ nó rất là chân thành, rất là thật. Đấy.
sau đó thì sẽ phát triển như thế nào, đúng không? Đấy, tức là mình phải biết dùng câu chuyện những người giống họ. Đấy, để kể chuyện đây, chị Quỳnh đang ở trên Zoom này này. Vâng. Okay. Rồi cái việc mà niêm yết trên sàn chứng khoán ấy, thì cái này là sự lựa chọn của chủ tịch tập đoàn mỗi người. Có những người thì sẽ lựa chọn cái cách là công ty đại chúng, cho nên là niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thế có người lựa chọn, ví dụ như chủ tịch Sibri là lựa chọn là công ty trách nhiệm hữu hạn. Đấy. Cái này nó là nó không có việc nó ảnh hưởng gì đến cái việc kinh doanh cả, đúng không? Đấy, nhưng mà mình cũng có thể nói là tại sao mà chủ tịch tập đoàn lại chưa lựa chọn cái việc mà public, tức là công ty đại chúng lên sàn chứng khoán ấy. Một trong những lý do rất lớn, Sibri định vị là công ty kinh doanh vì cộng đồng. Mục tiêu kinh doanh tối thượng của Sibri đó là vì cộng đồng. Thế thì khi mà lên sàn chứng khoán ấy, là lúc đấy bị chịu sự tác động chi phối rất nhiều của nhà đầu tư. Đấy. Và nhà đầu tư họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận, tôi không quan tâm đến cộng đồng, không biết gì. Tôi quan tâm là tôi đã đầu tư vào đây là hàng năm phải có lợi tức, hàng năm là phải có lợi nhuận. Thế cho nên là cái việc mà chính sách kinh doanh cũng như giá cả là cái sức ép, chịu sức ép của cổ đông, sức ép của những nhà đầu tư rất lớn. Và đấy cũng là một trong những lý do tại sao mà sản phẩm CB nó cực tốt nhưng mà giá vô cùng hợp lý. Bởi vì chủ tịch tập đoàn hoàn toàn có thể quyết định được, trong khi khi kia là phải quyết định theo nhiều nhà đầu tư. Đấy. Đúng không nào? Rồi nữa, công ty hoành tráng, phải không? Thì theo bạn, ai là người trả tiền cho sự hoành tráng đó? Mình đặt câu hỏi, ai là người trả tiền cho sự hoành tráng đó? Người tiêu dùng, đúng không? Đấy là lý do tại sao giá sản phẩm Nuskin ra cao. Tất cả những sự hoành tráng đấy là người tiêu dùng trả hết. Chả có cái ông chủ tịch, chả có cổ đông nào trả hết, người tiêu dùng trả hết. À, thế bây giờ ấy, bạn muốn hợp tác với một công ty nó vẫn rất là đẳng cấp, đúng không? Đấy, nhưng mà người tiêu dùng được hưởng lợi, mang cái quyền lợi đấy dành cho người tiêu dùng nhiều hơn, hay là bạn thích cứ hoành tráng bên ngoài và túi rỗng, bạn chọn cách nào? Vâng. Mình đặt câu hỏi như vậy. Được chưa, Trang? Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn câu hỏi của Trang. Rồi, xin mời Hoàng Hà. Anh nhân câu hỏi của Trang thì em cũng nhớ đến bạn mà em đã từng chia sẻ. Em cũng muốn hỏi anh với lại hỏi Dương Thanh Quỳnh luôn ạ. Tức là bạn đấy là em gái của em, là ngày xưa cũng đã giới thiệu với em về Nuskin ấy. Thì tất nhiên những cái câu hỏi mà như Trang ấy thì mà nêu ra thì chị giải quyết được hết tất tần tật rồi. Nhưng mà khi bạn đấy lại nói theo một cái cách như này, tức là bạn làm Nu mà làm với một hệ thống khác thì bạn cũng không bao giờ làm. Mà nếu mà chỉ vì Nuskin bạn không bao giờ làm, vì bạn làm Nuskin là vì bạn theo cái người dẫn đầu của bạn đấy là thầy Kaneko. Ngay cả bạn ấy có làm xe ôm để đi làm Nuskin, sống để đi học, theo học Kaneko bạn cũng đi thì là như thế nào, anh giải quyết như thế nào? Rồi. Vâng. À, đơn giản thôi. Cái thứ nhất ý, chúng ta phải hiểu, tức là đầu tiên hiểu sâu về network. Người ta làm nó chưa phải vì công ty sản phẩm trước đâu, mà người ta làm vì cái người leader. Người ta muốn đi cùng với người này, người ta muốn được ở gần người này, người ta muốn được học hỏi. Thì đấy là cái tâm lý đầu tiên, đúng không? Thì mình phải hiểu cái tâm lý đấy. Ông Kaneko là một ông huyền thoại của Nuskin. Có thể nói là một ông đấy là cái người người ta rất là ngưỡng mộ. Ông bước sang văn phòng Singapore là cả đội nhân viên cúi rạp đón ông từ cửa vào đấy. Rồi kể cả về nhà ông ấy ở Nhật Bản ấy, ông có những cái biệt thự mà, tức là ông có những cái chiến lược dùng người giữ người kinh khủng lắm. Ông đưa những tàu vàng mà đã vào nhà ông ấy rồi ấy, là sau này mà làm với ông ấy bao giờ cứ hết sạch tiền rồi thì, tức là nếu mà không thành công được ấy thì hết sạch tiền rồi mới bỏ cuộc. Tức là đấy là cái chiến lược của Kaneko. Kaneko Cường đã nghe ông ấy nói chuyện 2 buổi rồi. Ông này ông có một cái khả năng bán tầm nhìn rất giỏi. Khi ông sang Việt Nam, cái câu chuyện ông bán là suốt ngày ông bán thị trường Ấn Độ. Bởi vì Nuskin ấy là đã bước qua 53, 54 nước trên thế giới rồi, thế cho nên còn mỗi cái dân Ấn Độ chưa vào. Thế cho nên ông ấy luôn luôn bán cái thị trường trên tỷ dân này. Thế ông bán một cái tầm nhìn dành cho những người Việt Nam có khát vọng. Đấy. Thì đầu tiên là kể với cả nhà một chút về Kaneko là như vậy. Ông này ông là một, tại sao ông là một huyền thoại của Nu? Bởi vì là cái lúc mà ông ấy sang Hawaii, ông ấy dự cái sự kiện thì bắt đầu ông về ông làm tiền thị trường ở Nhật Bản, ông đã kết nối
cho đến cái ngày mà Nu mở chính thức một phát là ông ký mạng lưới 10.000 người luôn. Và trong network marketing không ai có thể có khả năng mà làm được giống như ông đấy. Nhưng đương nhiên với người Nhật Bản dùng Nu thì đơn giản. Nhật Bản GDP họ gấp bao nhiêu lần Việt Nam nữa, nền kinh tế số 2, số 3 thế giới. Cho nên là cái việc mà người Nhật dùng cái sản phẩm Nu thì nó đơn giản. Nhưng người Việt là câu chuyện khác. Thì kể cho Hà và cả nhà nghe một chút liên quan đến Kaneko là như vậy. Thế còn đơn giản thôi, làm việc với bạn này này. Em hỏi đơn giản như thế này. Theo bạn, mình đồng ý với bạn là học theo người tài, người thành công mình sẽ học được rất nhiều. Đúng không? Nhưng bây giờ, hỏi em, bây giờ chị hỏi em. Kinh doanh theo mạng là gì? Em đã đọc tập 11 chưa? Em đã đọc tập 11 dạy con làm giàu chưa? Em hỏi vậy. Thế trong cuốn sách đấy, cái tựa đề cuốn sách nói gì? Để cho bạn trả lời nhé, mình đừng nói. Tựa đề cuốn sách nói gì? Tựa đề cuốn 11 là trường dạy kinh doanh dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Để cho bạn trả lời. Xong bây giờ em hỏi tiếp này. Bây giờ chỉ vì một cái người em ngưỡng mộ em đi theo, đi cùng, mà em sẵn sàng hy sinh ước mơ và cuộc sống của rất nhiều những con người khác, thế em đang làm nghề gì? Vì cái tôi cá nhân hay là vì thực sự muốn giúp đỡ người khác? Câu này em có hỏi rồi. Nhưng mà em đấy em bảo là như thế này. Thực ra là em đi theo để học hỏi, và những người đi theo em thì cũng vào đấy để được đi theo và học hỏi. Chưa, mình còn chưa giúp đỡ được chính bản thân mình, làm sao mà giúp đỡ được người khác. Mình còn chưa biết mình như thế nào mà đi giúp đỡ người khác sai thì là còn nguy hiểm hơn chị ạ. Tốt. Nói như thế. Rồi. Thì em nói là chị đồng ý. Giờ chị hỏi em này, kết quả là chân lý. Kết quả là chân lý. Kaneko giỏi như vậy. Kaneko bước vào Việt Nam đã giúp được bao nhiêu người thành công? Em hỏi đấy. Xem Kaneko giúp được bao nhiêu người thành công. Các bạn biết tại sao Cường rất hiểu ông Kaneko? Bởi vì một người bạn rất thân của Cường. Vợ thì là giảng viên của khoa Đông Phương học, trường đại học, ngày xưa là đại học tổng hợp, sau là đại khoa học xã hội và nhân văn. Đầu tiên là phiên dịch cho Kaneko. Đấy. Thế xong sau là làm tầng 2. Tầng 2 thì cái cậu bạn thân của Cường ngày xưa là nhà báo, học cùng với Cường báo chí online của Thụy Điển từ 2003. 2006 cậu ấy làm Đài Tiếng Nói Việt Nam và cậu ra ngoài cậu kinh doanh, mở doanh nghiệp, kinh doanh rất thành công. Và cái lúc cậu ấy bắt đầu với Nuskin ấy là trước Cường khoảng vài tháng khi Cường bắt đầu với Sibri. Đấy. Thế thì có thể nói là Kaneko dẫn dắt cậu đấy như tầng 1. Và ngày hôm nay cùng cậu bắt đầu trước Cường mấy tháng thì biết bao nhiêu con người ngày hôm nay với bản thân Cường. Em có thể dùng câu chuyện để em kể. Hai người bắt đầu, cậu ấy bắt đầu trước là một doanh nhân rất lớn. Công ty đấy làm ăn cực kỳ tốt, cậu ấy để cho cậu tổng giám đốc điều hành hết. Cậu ấy chỉ giữ vai trò chủ tịch và nắm quyền chi phối thôi. Và cậu làm full time, hai vợ chồng làm full time với lại Nuskin. Tên là Khôi. Tên là Khôi. Để anh nhớ họ. Tuy nhiên lâu anh hay lưu nó là Khôi VOV. VOV là Voice of Việt Nam ấy. Cậu Khôi đây sinh năm 1975. Thì đấy. Được Kaneko hướng dẫn dẫn dắt trực tiếp. Và Kaneko có cam kết với cậu Khôi đấy là gì? Cứ mỗi tháng ông ấy bay sang Việt Nam một lần để ông ấy giúp cậu. Và ông Kaneko là một người giữ lời hứa kinh khủng khiếp lắm. Tháng nào ông bay sang một lần. Ông làm chính xác cái điều đấy. Nhưng ngày hôm nay đã thành công đâu. Tại sao Kaneko giỏi như vậy? Tại sao một doanh nhân đầy nhiệt huyết, đầy đam mê, hai vợ chồng rất giỏi, vợ tiếng Nhật siêu. Cậu là một doanh nhân tâm cực lớn, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ mà. Để đi theo Kaneko để học. Và ngày hôm nay, những con người tin tưởng đi theo vợ chồng bạn đấy đã thành công đâu. Đúng không? Thế trong khi những người tin tưởng đi cùng Cường thì sao? Kết quả là chân lý em gái ạ. Em nói thế. Kết quả là chân lý. Giỏi, rất giỏi. Ở Việt Nam chưa phù hợp. Chưa phù hợp. Sản phẩm rất tốt. Chính sách chưa phù hợp. Đúng không? Thế bây giờ em hỏi tiếp. Bây giờ em chọn kết quả.
hay chọn gì? Nếu em cứ chọn theo cái sự phát triển em thích và em đưa vào những con người ta con đường chỉ học được thôi thì em cứ đưa. Nhưng chị được học rằng người ta không trả tiền cho những gì bạn biết, người ta chỉ trả tiền cho những gì bạn làm được thôi. Mà người Do Thái, em có đồng ý với chị, người Do Thái là một dân tộc rất là thông minh trên thế giới này không? Em hỏi thế thì chắc chắn là em gái em sẽ phải đồng ý đúng không? Và người Do Thái nói câu như này này, trí tuệ là gì? Người Do Thái phân biệt hai loại trí tuệ. Một là trí tuệ sống, hai là trí tuệ chết. Trí tuệ chết là trí tuệ không làm ra tiền. Và trí tuệ sống là trí tuệ phải làm ra tiền. Bởi vì tiền là gì? Tiền là kết quả của cái việc mang lại giá trị ra thị trường. Còn nếu không có tiền có nghĩa là chả tạo ra giá trị gì. Đấy thì để có thể làm việc với những đối tượng xương sẩu như thế thì mình có những cái phương pháp mạnh hơn, đúng không? Và phải có sự thấu hiểu. Đấy, kể cả đấy, thấu hiểu Kanenko. Ông ấy sang đấy, ông ấy làm được cái việc gì? Mặc dù rất giỏi, đã giúp được những người thân cận tin đi theo thành công đâu. Chưa, thậm chí ngày hôm nay Cường kết nối nói chuyện chào hỏi cậu, cậu không dám trả lời, không biết là bây giờ còn nằm nu nữa hay không, chẳng biết. Đúng là em có thử kết nối vài bạn mà nu, mà cái đợt mà em đi Singapore với đội đấy mấy ngày ạ, thì khi hỏi về nu skin thì không thấy bạn nào nói năng gì. Em là bạn này làm nu skin có tốt không thì không thấy ai nói năng gì cả. Ok, kết quả là chân lý. Em cứ gieo thỉnh thoảng em gái, kết quả là chân lý, xong không nói gì hết, xong thỉnh thoảng kết quả là chân lý. Em gái, kết quả là chân lý. Em gieo 20 lần ấy thì đầu bắt đầu nó mở ra. Vâng. Em nhá, một thông điệp thôi. Không cần dài dòng nói nhiều. Kết quả là chân lý. Ok, Lương Thanh Quỳnh chia sẻ thêm một chút nữa cho Hoàng Hà hiểu thêm về nu skin. Nãy giờ anh Cường nói hết rồi, đủ ý hết rồi anh Cường, em đâu cần bổ sung gì thêm nữa đâu. Ok, không làm nu mà hiểu nu phết nhỉ. Chân thành một điều là kết quả là chân lý. Tại vì làm nu thì cái luật chơi của nu không giúp cho mình có thể xây dựng hệ thống kinh doanh được một cách bền vững. Và tất cả các leader trong nu skin đều trải qua những cái giai đoạn up down liên tục. Nó là như vậy. Và hầu như là những người mà làm nu skin thì phải có điều kiện thì mới có thể duy trì được. Những người rất bình thường không thể làm nu skin được. Rồi, cảm ơn Lương Thanh Bình. Có cứ nghĩ ra một câu hỏi này sẽ cho bạn ấy đau đầu mấy ngày này. Hoàng A hỏi là điều kiện nào để có thu nhập thụ động? Điều kiện nào để tạo ra được thu nhập thụ động? Em cứ suy nghĩ đi. Về hỏi Kanenko xem. Điều kiện nào để có thu nhập thụ động? Thế Hà có biết điều kiện nào? Cả nhà, theo cả nhà, điều kiện nào để có thu nhập thụ động? Khi mà xây dựng network ấy nhá, chứ không phải là đầu tư ở ngoài. Điều kiện nào? Đó là tính tái tiêu dùng tự nguyện. Nó phải cao. Và cái sản phẩm thì cái giá thành nó phải phù hợp với tất cả mọi đối tượng người tiêu dùng. Ok, chính xác. Rồi, cảm ơn Quỳnh. Đấy, điều kiện nào để có tái tiêu dùng tự nguyện? Chỉ khi người ta, cái ví nó tự nguyện. Điều kiện nào để có thu nhập thụ động, đúng không? Là khi người ta tái tiêu dùng tự nguyện. Và muốn tái tiêu dùng tự nguyện được, chỉ khi cái ví nó phải tự nguyện. Nu rất tốt nhưng ví nó không tự nguyện, chịu. Chả có cách nào cả. Đấy là lý do. Lý do là nu chững và giảm rất nhiều trong khi chúng ta đang bứt phá. Năm nay Cường tin là CV đuổi kịp và sang năm sẽ vượt rất xa. Rồi, Hà còn hỏi thêm gì không? Em cảm ơn anh, cảm ơn anh. Ok, với em gái, với những cái người mà và những cái người mà mê Kanenko như vậy ấy, thì cần phải một quá trình. Bởi vì sao? Bởi vì ảnh hưởng của ông ấy cực lớn, Cường hiểu mà. Đấy là một cái người mà có ảnh hưởng rất lớn và ông ấy lãnh đạo bằng làm gương. Tức ông khi mà ông đưa mọi người sang nhà ông ấy là chỉ cần nhìn quan sát từ cửa vào đến ở nhà ông ấy mấy ngày thôi là mê ông ấy và chả bao giờ muốn rời ông ấy.
Thực ra em cũng biết, tại vì em đi là em cũng mê cái ông Kaneko đấy kinh khủng luôn đấy. Đấy là chiến lược giữ người của ông đấy. Nhưng mà thì em thì thực tế hơn, em về em nhìn lại cái là em biết ngay là dù có mê nhưng em cũng không thể nào mà giúp người khác được. Em nhìn thấy là mình, bản thân mình là còn thấy mình còn chưa giúp được mình, làm sao mà giúp được ai. Mà cái tính em là em, thực ra ông Kaneko ông xây được cho em cái ước mơ là xây dựng một cái ngôi nhà hạnh phúc giúp đỡ được rất nhiều người. Đấy mà em thích. Đấy chính là ông đấy giúp em xây được cái ước mơ đấy. Okay. Mà khi về em nhìn em thấy thực tế là không thể nào mà xây được về cái sản phẩm này. Em thôi ngay lập tức. Ông ấy có khả năng bán ước mơ và bán tầm nhìn rất giỏi mà. Vâng. Mình mỗi một thủ lĩnh ấy họ có một cái biệt tài riêng. Và mình nghe một lần thôi là mình sẽ biết là người này thường là sẽ bán cái gì. Đấy, và cái cách mà dẫn dắt và giữ người ra làm sao, mỗi người họ có những cái cách riêng. Đấy, Kaneko là như vậy. Kaneko là cái người mà bán tầm nhìn, bán ước mơ rất giỏi, là cái người giữ người bằng cách gì, đưa người ta đến để xem cuộc đời ông ấy như thế nào, và sau này cứ tin tưởng là ông ấy làm được thì ông ấy sẽ dạy mình làm được như thế. Chiến lý của Kaneko là như thế. Tặng em gái em nhé. Đấy, những cái câu hỏi vừa rồi ấy, sau đó hàng ngày nhắn thêm một câu nữa. Câu thứ nhất là kết quả là chân lý. Câu thứ hai là love is blind. Hàng ngày em chỉ nhắn hai câu đấy thôi. Love is blind. Yêu là mù quáng. Ok, Hoàng Hà. Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Rồi. Và việc quan trọng nhất là gì? Việc quan trọng nhất là mình phải phát triển vượt bậc tư duy, tư tưởng của mình càng ngày càng vượt bậc, đúng không? Để cho thấy được rằng là ô, Kaneko cũng bình thường thôi. Ok. Em mong muốn thế đấy. Yes. À, xin mời Hoàng Ngân. Ngân bật mic. À, được rồi ạ. Em muốn chia sẻ một tí ạ. À, với cả muốn anh giúp em định hướng lại ấy, tại vì em đang thật lại đang đi sai đường. Tức là em đang là một người kinh doanh, em đang bán hàng, cho nên là em cứ bị cái tư duy bán hàng ấy nó áp vào, mà em biết đấy là sai rồi, nhưng mà tức là khi mà em đi chia sẻ với mọi người ấy, em vẫn cứ bị chia sẻ ra cái hướng là đây là một cái con đường để bán hàng tốt ấy. Đấy, thế thì nên là em rất muốn làm không biết làm sao để nó thoát ra được khỏi cái tư duy đấy, là một. Thứ hai nữa là không biết phải chia sẻ với mọi người như thế nào để cho mọi người thấy là à, đây là một cái con đường để mà mọi người có thể thực hiện được cái ước mơ tự do tài chính mà không bị áp vào cái việc là đây là một công việc kinh doanh. Đấy, tức là cái, tại vì em bị cái tư duy như thế cho nên là em cái cách chia sẻ của em với mọi người nó vẫn cứ đang bị áp vào một cái tư duy kinh doanh. Chứ nó không phải là tư duy của một người phát triển hệ thống và trở thành người coaching rồi người leader cái thứ ấy. Đấy, thì em muốn anh khơi thông cho em cái đấy với. Ok, em vẫn chia sẻ về cái việc bán hàng, nhưng mà cái việc mình đặt câu hỏi như thế này này. Theo bạn, cái sản phẩm này giống như mình chia sẻ, bạn có cần không? Tất nhiên họ bảo có. Gia đình bạn cần không? Có. Cả cộng đồng này cần không? Có. Cả thế giới này cần không? Có. Với cái giá này thì bạn có chi trả được không? Có. Cả cộng đồng này, cả thế giới này chi trả được không? Họ sẽ trả lời yes, đúng không? Tức là những cái câu hỏi để người khác 100% trả lời yes. Rồi sau đó này, em hỏi này, vậy thì bạn có thể tìm cho mình 10 cho đến 20 người mà muốn phát triển cái công việc kinh doanh này được, muốn thay đổi cuộc đời, có tìm được không? Bạn có tìm được 10 cho đến 20 người thích ô tô không? Tìm cho mình 10 cho đến 20 người thích thay đổi cuộc đời không? Nếu họ có niềm tin là có thì yes, thì bắt đầu hành động thôi. Thế thì cái việc mình gieo là tìm cho mình 10 cho đến 20 người đấy, chính là bắt đầu những cái hạt giống của việc xây dựng đội nhóm, tìm đồng đội để mình kinh doanh. Chứ không phải là mình mang cái sản phẩm này ra mình bán được nhiều. Em mình đúng không? Sản phẩm nó tốt. Tốt, nhưng mà để mình xây dựng đội nhóm kinh doanh, ta tìm cho mình 10 cho đến 20 người để cùng muốn thay đổi cuộc đời, muốn có ô tô, để cùng kinh doanh với mình. À. Và mình kiên định với lại cái thông điệp đó, ví dụ như vậy. Và dần dần nó đi vào tiềm thức của em. Thì mình sẽ không tìm cái người chỉ có bán hàng không. À. Bởi vì cái mình gieo là tìm 10 đến 20 người, có nghĩa là cái việc mình gieo là tìm đồng đội để xây dựng đội nhóm. Đơn giản thế thôi Ngân. À. Ok. Một câu hỏi cuối cùng. Anh chị em nào
Đúng rồi, bật micro. Xin mời. À, xin mời Thoa. Thoa lên tiếng, tất cả mọi người đều lắng nghe. Dạ, em xin cảm ơn thủ lĩnh ạ. Em xin chào cô chú anh chị trên Zoom. Và thực ra câu hỏi của em thì cũng khá là tương tự với câu hỏi của chị vừa lấy xong. Ừ. Vâng. Thì em thì như em chia sẻ đấy, với em thì em xin chia sẻ một chút là cái điều mà cái đó là quyết liệt nhất và cái điều mà phải nói là chứng kiến nhất và cái điều mà khó khăn nhất đối với mọi người thì em nghĩ rằng đó là tuyển chính mình. Ừ. Tại vì sao lại như thế? Bởi vì là khi mà bản thân mình đã lấn sân vào rồi, mình cho cái cơ thể của mình được phép sử dụng, được phép yêu thương rồi ạ, đến cái sản phẩm này rồi thì em đã có trong em là gì, không có một lý do gì và không có một bất cứ điều gì có thể thay thế hoặc là có thể sao nhãng hoặc là làm lay động cái niềm tin của em đối với CBD. Đấy là điều thứ nhất ạ. Thì em đã có trong mình là như thế, em cho mình được như thế và em cũng luôn cho mình rằng là tôi chỉ biết rằng là không biết khi đến CBD tôi làm được cái gì, tôi là ai, nhưng mà tôi sẵn sàng là tôi sẽ đi chia sẻ tất cả những gì mà tôi mong muốn, tôi khát khao, là vì nó quá tốt như thế ạ, nó quá tốt như thế cho nên là tôi không thể là giữ trong một mình được. Một cái sản phẩm mà như vừa nãy thủ lĩnh nói rằng là chúng ta biết là ai cũng có thể dùng, ai cũng cần, mà ai cũng phải dùng chứ không phải là dùng một cách đơn giản ạ. Thế nhưng mà em thì đúng là tròn một tháng rồi, nhưng mà vì là em cũng như em có chia sẻ rằng là em chưa làm cái lĩnh vực như này bao giờ, nhưng mà em cứ đi chia sẻ, gọi là bất chấp luôn, là em không cần biết là người ta đón nhận nó như thế nào, nhưng mà em cứ cho một cách mà thực sự là, nhưng mà người ta cảm nhận như là người ta phải rất sợ vì cái sự em về những cái gì em nói ạ. Bởi vì nhá, em cho đi một cái tâm thế như thế này, tôi đang cho bạn, tôi không cần biết bạn là ông nào hay là bà nào, hoặc là ông tài ông giỏi thì tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là cái giá trị của nó giúp tôi có thể là mạnh mẽ, có thể tự tin để đứng trước, để tôi có thể chia sẻ lan tỏa cho mọi người. Nhưng mà thực sự là đến ngày hôm nay ấy, thì em vẫn bị một cái mà em chưa thể nào mà biết được rằng là mình phải chiến đấu nó như thế nào mà để mình giúp được nhiều hơn nữa. Bởi vì em không muốn là một mình, bởi vì một mình em thì không thể nào mà lan tỏa cái giá trị này được. Cho nên là khi mà em chia sẻ xong, ai cũng thế thì đúng là chưa một người nào từ chối em luôn ấy. Thế nhưng mà chắc rằng là em chỉ nghĩ rằng em mới là bắt đầu cho một cái chân vào trước thôi. Nhưng mà còn cái tiếp theo để em bước được vào bên trong để giúp để họ kinh doanh với em ấy, thì thực sự là nó vẫn là cái gì đấy, nó em không biết là mình như thế nào nữa. Tốt. À, bây giờ mình cứ phát huy cái thế mạnh của mình đã. Thế mạnh của em là em rất tin yêu sản phẩm và em chia sẻ hầu như mọi người đón nhận hết, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thế trong những người đón nhận uống ấy, thì bắt đầu em nói câu chuyện tiếp theo ngay. Những người nào mà em xác định để tiêu dùng thuần túy, em cứ để tiêu dùng. Để em đừng nói chuyện câu chuyện kinh doanh. Nhưng trong những người dùng đấy, em quan sát ai là người nhanh nhẹn, đúng không? Đấy, mình hiểu họ mà. Mình lúc đấy bắt đầu mình tâm sự tỉ tê, mình quan sát xem ai là người có khả năng kinh doanh, ai là người thích thay đổi, thích kinh doanh. Thế lúc đấy mình nói sang câu chuyện đấy, chị thấy không? Đấy, cái sản phẩm đó chị cảm nhận nhé. Thì bây giờ lại câu hỏi quay lại lúc nãy, chị thấy không? Ai cần? Ai có khả năng chi trả? Thế chị có tin đấy là một cái sản phẩm này ai cần, ai khả năng chi trả, chị có tin là chị có thể kinh doanh thành công được? Chị có tin là chị có thể tìm cho mình 10 cho đến 20 người cùng kinh doanh với chị được không? Thế người ta say yes, thế thôi, ký hợp đồng, thế là bắt đầu làm. Đấy. Thì mình, ví dụ cái lợi thế của em là em đang gieo sản phẩm rất là tốt, thì cứ phát huy cái lợi thế đó. Đấy, nên mình có thể đi bằng một cái cách, đấy là người ta dùng, sau đó ngay sau đó mình nói về câu chuyện kinh doanh với những người mà em cảm nhận trực giác em bảo là họ được. Dạ. Ừ, thế thôi. Dạ, vâng ạ. Thì em xin phép một chút là tại vì em thấy cái việc mà ngay từ đầu khi mà em bước chân vào CBD á, thì em nghĩ rằng là cái giá trị nó quá lớn ở đây. Nó lớn đến mức độ mà em bị kiểu như là em bị bỏ bùa luôn ấy. Em phải nói từ nãy bị bỏ bùa. Ở đây tại sao em nói là bùa? Bởi vì bình thường trước đây thì mọi người mà, tại vì trước đây nhà em có một bác kiểu như là yêu cái cô dân tộc ấy ạ. Thì bị bỏ bùa bởi vì kiểu như bị mồi chài rồi. Đấy là bởi vì em nghĩ là như thế. Nhưng mà ở đây em bị bỏ bùa là vì thực sự là nó quá tốt.
cái giá nó quá hợp lý như là vừa nãy anh nói đấy ạ. Ai cũng dùng được, ai cũng chưa trả được, em biết là như thế. Thế cho nên là bây giờ em đang nghĩ là cái mạch sống trong em ấy nó quá là tràn đầy ấy, cho nên là khi mà em chia sẻ cho mọi người bất bất cứ ai ạ, thì ví dụ như sáng nay câu chuyện của em là gì, về cái sản phẩm Sen Beauty á, cái chị này thì chị đã dùng khoảng 50 triệu tiền sản phẩm, chị nói với em rằng là của Ulicity đấy ạ, thì rất là tốt. Thế là cho em được chia sẻ một chút đấy ạ. Thế thì sau đó thì là chị mới điện cho em, thì em chỉ nói một câu rằng chị khỏe không, xong rồi em mà ôm mặt mũi dạo này chị bị sao thế. Chị nói rằng là ôi dồi ôi chán lắm, uống bao nhiêu tiền bảo đẹp mới khỏe mà trông cứ như con ma như này, chị nói với em như vậy ạ. Thế xong rồi tiếp theo em bảo rằng là mà chị ơi, thế chị dùng như thế sao lại chị bị yêu chứ sao chị lại cứ chê như thế. Không, mà là thế bây giờ em có một cái giải pháp mà giúp cho chị đẹp thực sự mà một cách mà em phải rằng khẳng định chắc chắn luôn, thì chị có muốn không. Chị bảo em rằng là thôi thôi bất mãn rồi, bây giờ hàng bao nhiêu tiền này không tin đâu. Thế là và em đã chốt chị trong vòng 15 phút 10 triệu tiền tiền sản phẩm, mà một cách mà gọi là khát khao được dùng luôn đấy ạ. Bởi vì là Rất chị là bây giờ kể em kể 15 giây như thế này hết ạ, như nào. chị nói rằng là thế thế cái sản phẩm của em là gì. Em bảo là sản phẩm của em thì nó là cấp độ tế bào, em bảo cấp độ tế bào mà nó khác hoàn toàn với sản phẩm chị dùng, mà nó không phải là chị dùng tỷ thứ như thế, nhưng của em chỉ một một lần dùng nhưng mà nó có thể giải quyết được tất cả những cái tội lỗi mà tế bào, những cái vấn đề mà bị đau khổ của chị ra. Thế chị ừ là ôi sao em nói cái gì ấy, thế nhưng quan trọng là bây giờ chị muốn gì, chị có muốn đẹp hay không. Em chỉ nói một câu là chị muốn đẹp hay không. Chị ừ là ừ chị muốn. Ủa thế bây giờ chị muốn chữa nghe em hay không, hay chị có tin em hay không. Ông chị bảo rằng là thì như nào thì em nói chị nghe thì chị biết được chứ. Bảo là thế cái đấy nó còn tốt hơn cả collagen à. Thế em bảo là chị ơi, cái này nó không phải là collagen mà nó là mẹ của collagen chị ạ. Bởi vì chị mà dùng thì chị mới biết rằng là nó giá trị như thế nào. Ngày hôm nay nhá, chị biết không? Lẽ ra là em chỉ chia sẻ cho chị khoảng 2 hộp thôi. Nhưng mà vì chị khát khao đẹp quá cho nên là em phải chia sẻ cho chị 5 hộp. Nếu như thực sự chị yêu chị đẹp, chị yêu chị khỏe thì em khẳng định với chị luôn, lúc đấy chị còn cảm ơn em nữa đấy. Còn đâu bây giờ chị chọn đi, một là xinh đẹp, hai là xinh đẹp rồi sau này còn kinh doanh với em để dùng miễn phí. Chọn đi, nếu mà chọn thì bây giờ em giúp luôn. Thế là sẵn sàng là nhờ em gái chuyển cho em 10 triệu luôn. Đấy là cái việc mà em chốt. Tại vì sao? Bởi vì cái niềm tin với em ấy về cái suy cái sản phẩm ấy, thực sự là nó quá là khủng khiếp. Bởi vì thực tế ở đây là gì? Em trải nghiệm được là như thế, bởi vì em đã dùng những cái sản phẩm nó thực sự là nó cũng nhiều tiền rồi nhưng mà nó lại không mang lại nhiều cái kết quả mà cái giá trị lớn như thế. Thực sự là ai cũng dùng được, cho nên là cái mà em đến với suy đi đầu tiên ấy, ngay từ giây phút đầu là em nghĩ rằng là em vẫn nói rồi, em không biết em là ai nhưng mà em phải đi chia sẻ và em phải lan tỏa cái giá trị này. Vì nó tốt như thế em không thể giữ được. Thực sự nếu như mà ai mà không dùng ấy, đúng là một sự lãng phí và một sự mà phải nói rằng là đáng tiếc cho những người đấy nếu mà bỏ qua cái suy này ạ. Cho nên là Ok. em chỉ muốn là chiến đấu Đó, làm cảm thế ơn nào để Thoa, mọi bởi vì là xin lỗi Thoa. Chúng ta cần chuẩn bị có một cái số việc. Bây giờ như này, qua cái câu chuyện đoạn Thoa chúng ta thấy cái sự cái năng lượng nó quan trọng, niềm tin và năng lượng nó rất quan trọng. Và bạn ấy luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định, các bạn nghe các bạn thấy không? Luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định. Đấy, nó không phải là collagen mà nó là mẹ của collagen. Đấy là ngôn từ khẳng định. Ví dụ như vậy. Vân vân. Thế thì cái người mà niềm tin mạnh thì mới dùng được những ngôn từ khẳng định, và cứ khẳng định và khẳng định thì chúng ta sẽ giúp đỡ được người khác. Đấy, thế cho nên là Thoa đã bây giờ cái việc mà mình gieo rất tốt rồi, thì bây giờ mình học thêm cái cách là gieo thêm cơ hội kinh doanh nữa. Đó, thì chúng ta sẽ thành công. Rồi, cảm ơn và biết ơn tất cả anh chị em tham dự cái buổi ngày hôm nay. Chúng ta được tin là bao nhiêu anh chị em là buổi trưa hôm nay chúng ta học được khá nhiều bài học, giúp cho chúng ta sẽ ngày một phát triển vượt bậc thế giới con tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu trong số những anh chị em ở đây tin là nếu như buổi sau mình đưa thêm 5 người nữa vào đây thì đội mình phát triển như vũ bão thì giơ ngón tay cái. Rồi. Sao sai tay vào nhau. Đó. Đừng bao giờ học một mình. Yes. Ok. Rồi, cảm ơn cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ bật micro ăn mừng chiến thắng. Đeo lại. 1, 2, 3. Yeah. Yeah.
yes, yes, yes. Hai ba. Yeah. Yes, yes, yes. Một hai ba. Otto. Otto. Hai ba. Mercedes Benz. Hai ba. Từ Hy Lạp. Từ Hy Lạp. Ok. Hẹn gặp lại cả nhà ở bên biển Hy Lạp. Bye bye.